Sao
Chúc mừng Quách Phú Thành, con đã hoàn thành phần thi của mình. Và cảm ơn các bạn của Vũ đoàn Chuông Gió. Những cái chỗ hát lên cao của con cực kỳ sáng và đẹp bài hát. Còn nữa là con còn diễn xuất làm công tử Bạc Liêu đâu. Con sọt tay túi quần làm công tử Bạc Liêu lại cho mọi người coi coi. Nghe danh công tử Bạc Liêu đốt tiền nâu trứng, tỏ ra mình giàu. Cái hất mặt á, cái hất mặt rất cái là giàu. Cái điều ở đây huấn luyện viên rất là giỏi, không phải đẩy con lên đến tối đa, biết kềm con lại. Tiết mục này vừa đủ kiềm chế để giọng hát và diễn xuất phối hợp điêu luyện với một dàn vũ công rất là lớn, rất là chuyên nghiệp như thế. Càng ngày con càng tỏa sáng ra, con càng bộc lộ con là nghệ sĩ. Yeah! Mãi lưu truyền cho thế hệ mai sau. Ngay cái ngày đầu tiên chú gặp con khi cái vòng casting đầu tiên, khi con mặc cái áo dài khăn đóng màu xanh, chú đã nói là nhìn con nó lỏng thõng giống như là mấy ông ở trong cái đi coi đình, mấy ông từ mà giữ đình vậy đó. Chú nhìn con chú thấy thương lắm. Và tới ngày hôm nay con vẫn giữ được cái nét dễ thương đó. Con đã được chăm chút bởi ông Năm. Chú nghĩ ông Năm của con là một người phù thủy và một cái người sáng tạo. Anh có ghi rất là rõ ràng trong này nè Quốc. Hai cái câu hò đầu của con là con đã lấy lòng được chú rồi. Bởi vì con vô cái hai cái hò rất là ngọt. Cảm ơn chú Hoài Linh. Và trước khi mấy cô chú cho điểm á, thì giờ mình lấy lòng giám khảo lại. Đặc biệt là giám khảo Hoài Linh bằng câu hò hồi nãy đi con. Hò uống ngụm nước trong, em nhớ dòng sông Hầu, ăn chén cơm đầy, em nhớ đất Cần Thơ. Hay quá, quá ngọt ngào. Hát chuẩn y như là mình nghe mở đĩa vậy. Yeah, đúng rồi. Và chú hy vọng rằng sau này con sẽ là một kép chánh của cải lương. Cảm ơn chú Hoài Linh. Nếu như mà hai câu đó đã lấy lòng được chú Hoài Linh rồi thì điểm số của chú Hoài Linh dành cho bé Quách Phú Thành là bao nhiêu ạ? 10 điểm! Chúc mừng con điểm 10 đầu tiên của đêm nay. Và điểm số từ cô Thanh Hằng, 10! Hai điểm số tuyệt đối của hai vị giám. Nãy giờ con hát bài này ba nghe ba thấy buồn quá. Nãy giờ hát bán được cây nào không con? Con lo con hát không có hỏng mời mà sao bán được. Ngồi đây nè, cơm chay nè. Biết sao kêu cơm chay không? Bởi vì cơm không đâu có cái gì đâu mà hỏng chay con. Nè, ăn miếng đi nè. Đói lắm ba rồi đó. Ba ơi, ba ăn cùng với con đi. Ba no rồi, con ăn đi. Ba đâu có ăn gì đâu ba no. Ba mập. Mỡ nó tự hòa tan ra là ba no rồi. Con đừng quan tâm tới ba nữa, nghe không? Con còn nhỏ con phải ráng con ăn đi. Ăn nhiều vô, thấy không? Đó. Ăn đi, giỏi lắm á. Ba ơi, bây giờ mình nhảy cho nó xum xum để người ta mua xin gông đi ba. Mấy chị bên kia qua đi nhảy rồi con bắt trước. Đâu con học được gì con nhảy ba coi coi. Yeah. Sao vậy con? Gì vậy? Sao tự nhiên đang nhảy làm gì vậy? Đói quá phải không? Ăn cơm rồi mà, sao vậy? Có sao không con? Sao vậy? Sao hả? Con chỉ nhảy để bánh xì gồm thôi. Còn đó nha. Sao có hết hồn hết vía à? Con giỡn vậy ba không chịu nha. Dạ cảm ơn chị. Cháu nó giỡn thôi, không có gì hết chị. Anh là... Cô là... Ủa? Cô gì ơi? Cô bị gì vậy? Tôi giúp cái gì cho cô được không? Dạ, anh ngồi xuống đi. Sao vậy cô? Anh đưa tay ra. Ủa? Cô sao vậy? Sao cô gửi cho tôi vậy? Cô đi đâu vậy? Dạ, anh tôi đang trên đường tới trường cô à. Tôi chạy bên đường, tôi mua hộp sữa cho bé cái nha. Mua sữa này dọn đây liền nha, nó khóc rồi. Dạ, dạ. Ây cha, thiệt tình á. Trời ơi. Khóc thôi, nín, trời ơi, coi kìa.
Chờ xíu đi, mẹ mua sữa về cho con uống hiên. Chờ chút xíu ha. Ủa, sao đi mua sữa gì mà một tiếng mấy đồng hồ rồi chị ơi? Trời ơi, sao kỳ vậy? Trời ơi, sao sinh con ra mà bỏ con vậy trời ơi? Nín con ơi, nín con ơi. Bây giờ sao giờ? Thôi, con nằm đây con. Tác thế nào mẹ con cũng quay lại đón con à. Nghe con nha. Rồi, nằm đây nha. Ngàn lần tôi xin lỗi anh. Tại lúc xưa tôi tốn quá, tôi thấy anh hiền lành nên tôi làm liều như vậy. Hôm nay tôi trở về đây, tôi cũng muốn tìm gặp con tôi. May quá gặp anh ở đây. Anh ơi, cho tôi hỏi á, là con của tôi ngày xưa. Cái bước con ơi, gọi mẹ đi, gọi mẹ đi con. Anh ơi, anh nói bé gọi mẹ đi anh. Con à. Ba ơi, con này là ai vậy ba? Hồi nào tới giờ á, con muốn gặp mẹ con lắm phải không? Dạ. Hồi nãy á, ba đứng đây cái tự nhiên ba thấy bà Tiên, ba hiện ra, cái bà nói hôm nay á, bà cho bé Hồng Ân gặp lại mẹ của bé Hồng Ân, thấy chịu không? Cái cô này á, cổ là mẹ của con đó. Là gì mẹ? Anh à, tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Thời gian qua đã chăm sóc cho con gái của tôi. Anh à, tôi cảm ơn anh. Tôi sẽ dẫn con tôi đi. Đây nè, tôi có một ít tiền tôi gửi cho anh. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Đủ thiếu gì sau này á, tôi sẽ chuyển cho anh tiếp cho anh. Tôi sẽ dẫn con tôi đi. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi bán con tôi sao cô? Anh à, tôi không nhận số tiền này đâu. Tôi xin anh hãy cho bé theo tôi. Không lẽ anh muốn nhìn tương lai của bé cũng vất vả vất vưởng như anh sao anh? Ăn cái gì đó? Ăn cái gì? Ba nói bao nhiêu lần rồi, ba có để con chết đói không? Tại sao người lạ cho đồ mà dám ăn? Con chê cơm ba mua dở còn không ăn nữa đúng không? Bánh ngon quá. Đúng rồi, đi về với mẹ con đi. Mẹ con giàu có dữ lắm. Mẹ con sẽ lo cho con đi học. Mẹ con sẽ mua cho con cái kẹp đẹp giống như mấy chị chiều chiều tập ở đây nè. Rồi ngày sinh nhật con, mẹ con sẽ mua cho con được cái ổ bánh kem to và bự lắm. Đi về với mẹ con. Bà không nuôi con nữa. Không, con phải ở với ba. Không cần ở với con. Đã đi, đi đi. Đi! Ba đuổi rồi, mình đi đi con. Đi về đi. Đi! Con ơi, mưa rồi. Ủa? Con đâu rồi? Ba ơi, con lạnh quá. À, có ba đây nè. Ba che áo mưa cho con nè. Không có lạnh nữa đâu nha con. Có ba rồi. Ừ, con ngoan lắm. Ba thương con nhiều lắm. Con ơi, con ơi, con ơi con. Ba ơi, ba đừng bỏ con mà ba. Từ nay về sau ba không có bỏ con nữa đâu. Con sao con không đi về với mẹ đi? Hả? Sao vậy? Mẹ con mới tạo dựng được cuộc đời cho con. Đừng ở với ba, đi đi. Con thương ba mà.
Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức tiết mục Mẹ là đàn ông với phần trợ diễn của diễn viên Hồng Trang. Cảm ơn Trang. Con có ba có mẹ đầy đủ phải không? Đúng rồi. Và con cảm nhận được cái hoàn cảnh quy định của một bé mồ côi. Và khi những cái lời con nói, nó rất là thật. Và con phải có một niềm tin rất là lớn vào nhân vật của mình. Thì cái điều này chỉ dành cho người lớn. Khi đã viết được cái lý lịch của nhân vật, mới tìm tòi những cái tâm lý để mà diễn xuất cho khán giả tin đó là sự thật. Thì con có thể nói là một cái bẩm sinh về cái khả năng diễn xuất nó cài đặt sẵn trong con người của con rồi. Phải nói hôm nay phải có một cái niềm tin rất là lớn và rất yêu tiết mục này. Thì Gia Bảo mới có thể biến hóa nó thành cái nhân vật của mình. Ở đây bạn đã ngẫu hứng mà tôi chắc chắn là tác giả Vương Huyền Cơ không có viết. Đó là ba no rồi, ba mập rồi, ba tự tiêu hóa cái mỡ của mình. Tôi biết đây là riêng dây này là Gia Bảo đã vận dụng vào một cách hợp lý và rất là dễ thương. Và nó riêng, nó không giống ai hết. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch. Không ơn, con còn nhỏ nhưng mà con có được tư duy của một người diễn viên. Bởi vì con hiểu cái nội tâm của nhân vật, con mới diễn được như vậy. Còn Gia Bảo thì thật sự lần đầu tiên chị xem Bảo diễn một cái vai bi, một cái vai mà chịu thương, chịu khó, hy sinh cả một quãng đời thanh niên của mình cho một đứa bé bị bỏ rơi. Chị cảm thấy rất là bất ngờ, diễn rất là sâu. Chúc mừng em, chúc mừng tiết mục này, rất là xúc động. Cảm ơn các vị giám khảo. Vậy thì các cô chú giám khảo sẽ cho bé Hồng Ân của chúng ta bao nhiêu điểm đây? Xin mời chú Hoài Linh. Con muốn nghe con nói đi. Dạ con muốn 4 tỷ điểm. 4 tỷ điểm. Bá tham quá hà. Chú cho con 4 tỷ điểm luôn á. Cái quan trọng là ban tổ chức á, họ có cộng nổi không thôi à. Chứ nhiều con muốn nhiều, chú cho nhiều, giờ con muốn nhiều. Chắc cũng biết nhiều là cao nhất. 100 điểm. Ta 4 tỷ ta hạ giá xuống còn 100 đó chú Linh. 100 điểm bên ban tổ chức cũng không cho. Vẫn còn hơi cao đó con. Cao đó. Cao quá. Mình bớt giá chút nữa đi. Con cũng không biết nữa. 10 điểm. Chú gửi con 9,75. 9,75. Mời cô Thanh Hằng. Cô cũng gửi con 9,75. 9,75. Cảm ơn các cô chú giám khảo. Trời ơi, tôi yêu cái giọng nói này quá đi. Rồi, chúc mừng con nghe. Sông đứng sông thân, to lớn như biển trời. Đâu có ai sanh bằng lòng cao cả của mẹ cha. Dẫu cho con có sai lầm thì người cũng khoan dung từ bi. Đồng ý á con ơi. Dễ thương quá. Con hát có hồn quá. Cái điều này cái lứa tuổi của con là rất là khó, không phải con không có diễn đạt gì hết mà cái năng khiếu của con á khi nó nhập hồn vào trong bài hát rất là mau, rất là nhanh và rất là nó hợp với ngôn ngữ của cải lương. Chú đồng ý. Chú Thanh Bạch cũng đồng ý. Chú Hoài Linh thì sao? Nói nhỏ con nghe là chú dựng là dựng ác không á? Ác là không phải là tính tình chú Quốc ác mà dựng là dựng thử thách. Coi như con có bao nhiêu tài năng là phải bộc lộ hết. Chú khai thác hết đó. Mần nổi thì mần. Mần nổi không? Dám mần nổi không? Dạ dám. Mần nổi Quốc luôn nha. Chơi đi. Không, ok. Chúc mừng con, chú Hoài Linh cũng đã đồng ý. Con rất là sáng sân khấu, ông ca chú cũng thích. Thôi chú gật đầu. Con chọn con. Mời giám khảo Thanh Bạch. Đồng ý.
Giám khảo Kim Bạch đồng ý. Cô Thanh Hằng. Sao không đồng ý? Đồng ý. Cảm ơn cô. Chúc mừng con về với thầy giáo của con nha, thầy Hữu Quốc. Dòng máu quê hương từ những ngày mở cõi cho đến hôm nay, người người chung tay ra sức xây đời. Hơn 4.000 năm non nước tràn ngời, nhớ thuở xa xưa tiếng đồng hội ngộ kết chặt ngân tình để mối lương duyên. Con cháu ra đời gây dựng tương lai, kẻ chốn rừng sâu người miền biên thầm. Đất mẹ muôn đời chung lòng gìn giữ, cùng siết chặt tay báo về sơn hà. Người người ra đi xa giang quê mẹ hiền trông theo, chốn biên cương ngày đêm vững lòng, vì quê hương núi sông đang cần. Trong gian gian gọi mời những niềm tin, quê hương mình rộn ràng câu hát. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
biển sẽ trong xanh, từng cánh chim trao lượn dệt nên khoảng trời xuân lộng lẫy ở quê mình. Hãy hát khúc ân tình giữa quê mẹ yêu thương, khúc hát lạc hồng từ muôn đời gian dòng, để Việt Nam ta ngàn đời đêm mãi tự trang sự hào hùng cho đến ngàn sau. Một tràng vỗ tay thật to nào quý vị. Một phần đa quân rất hùng hậu của tập thể lớp dân ca cải lương dân gian đương đại của thầy Hữu Quốc. Trong cái tiết mục này là thầy Hữu Quốc có ý đồ gì không mà để cho các bé xuất hiện cùng với Thế Thanh luôn ạ? Thực sự thì không phải là áp đảo hay gì hết, nhưng mà từ ngày mà tiếp nhận các em thì Hữu Quốc đã tập cho các cháu nó trở thành một cái gia đình. Mà ở đó thì là Thế Thanh là lớn nhất, là anh hai, rồi chị ba, anh tư, rồi chị năm, cho đến là Út Điệu là bé Thúy Vi. Thì các cháu đã sinh hoạt như một cái gia đình rồi. Và không phải riêng tiết mục của Thế Thanh đâu, mà 6 tiết mục còn lại thì đều có cái sự hỗ trợ của toàn gia đình của dân ca cải lương. Một cái không khí rất là gia đình. Và anh Hữu Quốc thì luôn tự nhận mình là ông Năm. Hồi nãy Đại Nghĩa có lén theo dõi thì thấy anh Hoài Linh rất là xúc động khi xem tiết mục này. Mời ý kiến của anh trước ạ. Trước tiên thì tôi phải cảm ơn ông Năm Hữu Quốc về cái phần dàn dựng và cách xây dựng ý tưởng thì tôi không bao giờ có cái sự nghi ngờ gì về cái nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Thì đây không phải là một cái mở màn riêng cho chương trình này, mà là một cái mở màn rất là đẹp cho cái gia đình của nhóm dân ca cải lương. Và còn về cái phần của Thanh á, thì chính bản thân con coi thử là hiện giờ con đang bắt đầu bể giọng nhé. Và cái chương trình này nó còn đi đường dài, thử coi là mình có giữ được cái lâu lâu cái tiếng ét ét ở trong cái lúc con bể giọng hay không. Chứ hiện tại này thì chú thấy là rất là ổn, mà khi mà con lên giọng cổ, con cấn lên cái xong con xuống trở lại là chú với cô Hai Hằng là nhìn qua là thấy trời, thằng này nó giỏi quá rồi. Cảm ơn chú Hoài Linh. Nhắc lại những cái kịch bản ngày xưa đó, thì cũng có một thời gian vừa bay ở trên không trung vậy mà ca giọng cổ thì Thanh Hằng cũng đã diễn rồi. Mà khi nãy là Thanh Hằng thấy con đứng lên mà trong trên vậy mà con vô giọng cổ, mà trong giữa cái vế hai mà con có luyến một cái đó nữa, nó rất là đặc biệt. Tổ nghiệp đã cho các con, bây giờ con nói thật sự các con đúng là thật. Tổ nghiệp cho con là cái danh nghệ sĩ rồi đó. Đã lắm. Mãi lưu truyền cho thế hệ mai sau. Theo chúng ta sẽ gặp gỡ với hai bé đến từ đội của cô giáo Yến Trang. Ở những vòng trước thì hai bé này chọn hai cái dòng nhạc hoàn toàn khác nhau. Lần này thì cô giáo Yến Trang lại muốn kết hợp hai bé với nhau và chọn cho hai bé một cái dòng nhạc hoàn toàn khác với sở trường nào giờ của hai bé. Một cái bài hát thiếu nhi dễ thương. Và chúng ta sẽ cùng xem bé Quang Hiểu và bé Bảo Nghi thể hiện phần thi này của mình như thế nào nha. Sắp tới phần thi của con rồi, con rất là hồi hộp. Nhưng mà nhờ có chị Nghi luôn động viên con. Và con mong phần biểu diễn của con và chị Nghi sẽ hoàn thành tốt đẹp.
mình sẽ nghe giám khảo nhận xét ha. Dạ. Dạ mời chú Thanh Bạch. Nếu mình hát đơn ca mình sẽ có quyền quyết định tất cả những cái bố cục và thậm chí là xử lý cái bài hát theo ý kiến, theo cái phù hợp với giọng của mình. Nhưng mà khi phối hợp với nhau thì mình phải cảm nhận được giọng hát của mình và của người bạn diễn của mình nữa. Điều này nó tăng cái độ khó lên. Tụi con có một sự trải nghiệm trong cái chương trình này rất là tuyệt vời, để tụi con có cơ hội mở rộng nó ra, cái kỹ thuật biểu diễn nữa. Và điều này rất là cần thiết với người diễn viên sau này. Chú Hoài Linh, chú Hoài Linh có ý kiến gì với hai con không? Với cái tiết mục này thì hai con đã thể hiện rất là tốt cái bài này. Cảm ơn Nghi và Hiểu. Cảm ơn chú. Cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Wendy, Ngọc Tâm cùng vũ đoàn Chuông Gió. Bây giờ mình nghe các cô chú nha. Mời cô Đoan Trang. Lúc mà cô thấy con đợi diễn cho các bạn ở các tiết mục trước á, thì cô thấy con rất là sắc bén, rất là đanh đá.
tiết mục này là cái tiết mục mà con cần phải có cái độ lúng liếng, cái độ rất là sắc bén đó, nhưng mà con lại thiếu đi. Không hiểu sao nguyên một bài con bị lo ra, con không có tập trung, con đi qua đi lại hồn vía, con bay đi đâu mất tiêu à. Giọng con rất là sáng hợp hát dân ca lắm, nhưng mà phải có cái luyến, cái lấy mà mình thiếu cái đó. Ví dụ như là ta ti ta ta ti ta 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 ti ta, nó phải có cái ta da đi đi da đi da, nó phải có đủ nốt như vậy. Cô tưởng đâu câu đầu con hát là ta đi ta ra là đã thiếu nốt rồi ha, thì cô nghĩ là cái đó là do xử lý. Và câu thứ hai, câu thứ ba con lại phải hát luyến để cho khác đi. Nhưng mà từ đầu cho tới đuôi cô ngồi cô đếm, cô ngồi cô canh, thì con câu nào cũng như câu đó thiếu cái luyến đi, thiếu cái độ sâu của cái dân ca đi. Con hiểu không? Và nhớ cho cô, bạn nào cũng vậy, lên diễn là phải tập trung, tập trung. Diễn cho tất cả mọi người xem, thầy, cô, bạn bè ở nhà đang xem mình. Mà mình không có tập trung thì mình bể mất cái phần diễn của mình, uổng quá, đâu có ai cho mình hát lại đâu, đúng không? Con mắt là phải nhìn thẳng, nhìn qua phải là qua phải, qua trái là qua trái, phải sâu sắc vào, chứ không phải vừa hát mà vừa nhìn qua nhìn lại coi bạn đứng đúng chưa, rồi coi câu đó làm sao, coi phải lo cái gì trong đầu, thì cái đó là chưa được, hay chưa con? Cố gắng là rút kinh nghiệm hay chưa? Với thêm một cái nữa là hơi, hát dân ca, bản thân cô là sợ nhất. Bởi vì dân ca cần hơi dài lắm, cho nên cái đó tụi con phải tập, tập lấy hơi thật là sâu để hát nguyên được một câu dài. Thì cái đó thầy cô phải chỉ cho con nha. Rồi, ok. Cảm ơn cô Đoan Trang. Thật ra thì theo dõi quá trình của bé Yến Vi thì tôi biết cái chất lượng của Yến Vi không phải như hôm nay. Nó khi mệt. Hát một cái câu mà cảm thấy mình chưa đúng là mình á, thì tự giận mình luôn á. Cho nên cái sự lo ra và không làm chủ được giọng hát của mình, con đã cố gắng hoàn thành được cái bài hát mà không bỏ giữa chừng là con cũng nỗ lực nhiều lắm rồi. Bởi vì cái giọng của con trong những vòng trước đã được khẳng định thì mới được vô tới vòng này. Chứ nếu mà vòng trước con hát lê lơi kiểu này, con đã không có mặt hôm nay rồi. Cảm ơn các cô chú giám khảo. Bông lúa tình quê thêm đậm đà, rào rạt bao
lòng xa thêm hơi ấm khi chiều lên. Tấn Bảo và Thái Hà xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt rất nhiều ạ. Wow, trời là dễ thương, công nhận nè. Nói chung là mình là triệu view về những cái bài hát nhạc trữ tình ha, nhạc nhẹ nhẹ nhàng nhàng, nhưng ngày hôm nay được tươi mới hơn, được sôi động hơn, thì tụi con thấy làm sao? Dạ tụi con thấy là khác biệt ạ. Khác biệt. Dạ. Còn con trai hôm nay là cái này là cái ý tưởng đâu đây trời? Thường là người ta là thắt là một là quấn luôn quanh vòng cái đầu này hoặc là để vô cái cổ, bây giờ thắt luôn nguyên cái nơi xì tay lít ấn tượng đó. Thích không? Con thích cái nào? Dạ con cũng chưa thích lắm á. Tại sao chưa thích lắm? Vì sao? Nói cho chú nghe. Tại sao? Con cũng chưa biết. Trời. Hay là muốn nó bự hơn hay muốn nó nhỏ hơn? Dạ con cũng không muốn bự hay là nhỏ. Hay là muốn mất luôn? Sợ mất luôn. Thôi vậy đi. Nói chung thì trẻ con là như vậy, rất là ngây ngô hồn nhiên. Thật sự là ngày hôm nay tụi con có một cái tiết mục rất là đáng yêu. Xin được mời Tố My ạ. Cảm xúc của bạn như thế nào? Chắc này phải đứng lên mới diễn tả hết cảm xúc quá. Trời vậy hả? Hai con hát câu dân ca sao mượt mà làm cô sao xuyến. Tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa làm cô muốn rụng rụng rời tim rồi hai con nhé. Rồi mình cho luôn điểm thôi. Vâng, 10 điểm rồi. Trời đất ơi, 10 điểm rồi đúng không ạ? Riêng em thôi. Ra là hai con hát hai cái bài mà cô thích quá à. Hai cái bài này phải nói rằng là từ nhỏ là cô đã nghe, cô đã hát thuộc lầu rồi, rất là yêu hai ca khúc này. Cộng thêm hai con á, có một cái nét đáng yêu lắm. Và hai con khi mà kết hợp lại đó, nó hòa quyện, nghe nó đã lắm. Còn bạn nhỏ đó, lại có một cái chất giọng kim dễ thương lắm, hợp với dân ca lắm. Chúc mừng tiết mục hai con nha. Và hai con ráng mau ăn chống lớn. Nhớ theo cô nha. Dặn con đó. Cố lên. Thôi nhỏ nhỏ như con là để cô Đoan Trang cũng bé bé xinh xinh này nhận xét nè. Xin mời cô Đoan Trang ạ. Con đừng có lo. Như cô nè, 40 năm rồi nó cũng vậy hả con? Nó không lớn lên được miếng nào. Nhưng không sao, con mình nhỏ, mình có giỏ. Vẫn là những cái giọng ca rất là ngọt ngào và hát rất là chính xác. Cô vẫn rất là thích hai đứa. Cảm ơn hai đứa con. Thích hai cái nơ nữa đó con. Con đừng nói không thích nha. Cô thấy hai nơ cưng lắm luôn á. Thì cũng muốn chạy lại ôm hai con lắm á. Thì lên quá à. Thì lên ôm đi, nấu gì nữa. Trời cưng quá. Cưng có đem về nuôi không? Cho cô nha, hồi nào không xài cho cô nha. Trời ơi, đâu ra vậy? Cái này vẫn lên hộp không không ta? Không hợp, không hợp. Sao hợp được rồi? Thôi đi về, nói gì nữa? Vì hai con nó là đang giống như là miền quê mộc mạc. Cô giống như là ở trong cung đấu ra vậy đó. Thăm cung nội chiến. Đúng rồi. Dạ, xin mời chú Hoàng Nhật Nam nhận xét ạ. Chú rất là thích với cái màu sắc này. Hai con đã bắt đầu tập vũ đạo rồi, nhảy nhót tưng bừng. Cùng với các cô chú vũ đoàn rất là vui. Tuy nhiên đó cũng sẽ là con dao hai lưỡi đối với mình. Đó là
mình phải vừa phải lo nhảy này cho đúng bài rồi đúng nhịp rồi phải vào cái câu nào cho đúng nữa. Chú thì nghĩ rằng là đối với lứa tuổi tụi con thì quá nhỏ thì đó cũng không phải là điều lớn lắm, nhưng mà càng về sau, những cái tiết mục về sau thì những cái lỗi mình hạn chế thì nó càng nhiều thì càng tốt hơn nha hai con. Rồi chúc mừng hai con. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Đó, tụi con thấy không, nghe lời nhận xét như vậy thì cũng đã giúp được tụi con tốt hơn thôi. Cố gắng lên nha. Thế túm gọn lại là có thích cái nơ không? Dạ không ạ. Rồi kiên quyết. Dạ, thế mới khẳng định một điều rằng là đi xa hỏi già về nhà hỏi trẻ, không thích là không thích. Không con nói nhiều. Con mang cái nơ đó đó, cô mới cho con 10 điểm đó nha. Con nói con không thích cái nơ là con trừ điểm bớt đó nha. Chết. Không, tại vì người ta chưa có hiểu cái nơ đó là cái gì nên người ta chưa có không có thích. Cái đó là giống như những cái nông dân đó đi gặt lúa đồ ngoài ruộng, ngoài vùng quê đó con. Miền Nam cũng có mà miền Bắc cũng có. Rồi mặc áo bà ba, quần đen, rồi đứng dưới đầm lầy, trên trời thì trời nắng. Cho nên hay có cái khăn rằn quấn như vậy nè, cột gút một cái đại vậy thôi. Rồi sau đó là mồ hôi mồ kê rồi chùi lên luôn. Đó, nó là như vậy. Cho nên cái đó là cả một cái lao động của những cái chú nông dân người đó nông mà dân. Mình nhìn người ta làm cho mình hạt lúa gạo cho mình ăn mỗi ngày á con, thì cô hy vọng là khi mà con hiểu cái điều đó thì con sẽ quý trọng nó lắm, để cho thấm mồ hôi rồi vừa che nắng nữa con. Đúng rồi. Và lúc buồn buồn xong cái buổi đó rồi thì bắt đầu tháo ra, bắt đầu tròn lên quạt gì đó. Nhưng mà đó, cái kiểu này á mọi người biết không, em nghĩ rằng là cái anh mà hóa trang á, anh mới hoạt hình chụp Mickey. Cho nên là anh muốn hóa trang mấy bé mà dễ thương lắm, cưng lắm, cô cũng mê chụp Mickey. Vâng, một tràng hỗ tay nữa cho Tấn Bảo và Thái Hà. Nhà là nơi ta ra đời, là nơi dạy ta nên người. Mọi buồn vui trên đời chính là nhà. Nhà là năm tháng tuyệt vời, dù đời đời còn biết bao xa vời, dù đi đâu hãy nhớ quay trở về. Một mùa xuân lại về đến trên khắp thôn quê, mà đàn con thì vẫn cứ ở nơi nào đây. Mẹ lặng thinh vì mẹ biết các con còn những đam mê. Ôi bao nhiêu cái Tết tuổi thơ đã xa rồi. Gia đình luôn là nơi bình yên nhất, ai đi đâu cũng muốn trở về. Nơi mẹ ru nghề thấu đưa con vào với giấc mơ. Bước trên đường để nhiều khi là bước đi muôn hướng, thì mẹ vẫn ở đây mở rộng vòng tay. Cả tuổi xuân của mẹ là cả con, rồi tuổi xuân của con mẹ ngóng trông. Từ mùa xuân cánh én bay về rồi, nhưng chẳng thấy cả con về bên. Tuổi xuân của mẹ là cả con, rồi tuổi xuân của con mẹ ngóng trông. Còn mong những chiếc xe mang về vui cùng đàn con xa trở về đón xuân đoàn viên. Dạ alo, mẹ khỏe không mẹ? Minh hả con? Dạ. Mẹ khỏe. Tết này á, tụi con có về ăn Tết với mẹ không? Dạ Tết này tụi con bận nhiều việc lắm mẹ ơi, con không về được nha thầy mẹ. Thôi con cúp máy nha. Bye bye mẹ. Yeah, bây giờ tụi mình cùng xách ba lô lên trở về, để tặng cho mẹ một niềm thật bất ngờ nha ha. Ok. Let's go. Đi thôi. Vì tôi đang về quê, chuyến này đặc biệt vì tôi biết có người đợi chờ tôi, nhớ tôi và mong ngóng tôi, thế nên phải mau về thôi. Mùa xuân ngoài kia nở ngập tràn hoa, ngồi như giờ trên xe tôi ngắm nhìn mọi người xung quanh đều
bồi hồi rất muốn nhanh về đến nhà. Nhớ những gì một năm đã qua, từng chặng đường đã xa, kỷ niệm buồn lớn vui ta từng trải qua. Lô 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 chuyện của mình trong nắng, tôi muốn kể hơn bao giờ hết, kể rằng mình đã sống yêu đơn thế nào. Không chuyện nào bằng được chuyến đi về nhà cùng gia đình, lòng rồi dàn biết bao đi để trở về. Ta sẽ là nên được kể chuyện qua biết bao nhiêu khúc quanh, tiếng chuyện là nàng thì qua cơn sóng không khí thật trong lành. Một năm vừa qua bố mẹ nơi xứ lạ dù vất vả, nhưng cũng không biết là đâu đó ở quê nhà. Nhà mẹ vẫn chờ mong và trông ngóng từng mốc con trở về. Từ những thứ buồn bề những thứ vắng nghe nên là một điều không thể. Nên tiếp theo con thức sức mạnh là thứ năng lượng thật nhẹ nhẹ, nên con sẽ luôn trở về vì gia đình không gì là không thể. Đời như cuộc phiêu du, nhưng chuyện mà ta mong đợi nhất chẳng phải là chuyến đi về nhà hay xa. Đi xa để trở về chính nơi gia đình chờ mong ta, không thể chờ nữa đâu, ta phải về thôi. Chờ nữa đâu ta phải trở về, lòng rộn ràng biết bao đi để trở về. Vì qua đã bạn thấy con trở về non phiền. Hai cái đứa này vậy mà nói không về. Mẹ ơi, con cũng về luôn nè mẹ. Sao mẹ khóc vậy, mẹ đừng khóc nữa. Hôm nay hai đứa con của mẹ diễn rất là đáng yêu và dễ thương. Cảm ơn mẹ rất là nhiều nha. Một tràng hỗ tay cho Vũ Đoàn Power. Giám khảo Hoàng Nhật Nam có cảm xúc gì ạ? Xin mời anh. Cho chú hỏi là hai cái đôi giày mà có đèn đó là hai đứa mua ở đâu đó? Trong mùa flash sale vừa qua thì đây là một trong những món con đã săn được. Là hai tụi con rủ nhau cùng mua luôn á hả? Dạ. Tông xuyệt tông thấy ghê không? Văn Minh có cho chú Nam mượn để chú Nam đi ăn tiệc cái đôi đó không vậy? Dạ cho chứ. Con phải hỏi chú Nam là có dám mang không? Đôi giày này dễ thương lắm. Chú bật mí là hồi nhỏ chú với em gái của chú có đôi tương tự vậy. Mình đi là nó nháy 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 nháy. Có kêu tiếng không chú Nam? Không, nó không, không kêu. Cái đó là của mấy bạn nhỏ hơn chị. Cũng biết nhỏ xíu à. Đó mà nó xanh đỏ tím vàng lắm. Cái bài này rất là dễ thương và chú rất là thích cái câu chuyện tụi con đã kể. Cảm thấy sướng nhất là trên cái chuyến xe để trở về á. Nó thể hiện một cái sự háo hức cả trong lời hát, trong cách diễn của tụi con. Và sau đó thì tụi con về gặp mẹ nó mới vỡ òa lên trong một cái khung cảnh rất là xúc động. Đó, và cái bài này hay là có rất nhiều tính cách của hai đứa con ở trong đó luôn. Cái sự tinh nghịch hồn nhiên của hai đứa và những cái phần khác là cái phần sâu sắc ở trong hai đứa con. Bỏ nhỏ rồi bè cho nhau, rất là tình cảm. Lúc đó tất cả âm nhạc lắng hết và nhường chỗ cho cái giọng hát. Chú rất thích cái bản phối này. Dạ con cảm ơn chú. Dạ, chị Trang có đồng cảm với điều này không ạ? Xin mời chị. Công nhận cái cô đóng vai mẹ đó hay ghê á. Những cái giọt nước mắt cuối cùng thôi mà cũng làm cho các cô chú ở đây ngồi cũng chảy nước mắt luôn. Đó là những cái giọt nước mắt hạnh phúc. Mùa xuân là có rất là nhiều cung bậc cảm xúc. Có những cái cảm xúc nó khó tả lắm, nó đông đầy lắm, nó rất là sâu lắng nữa. Cho nên các con được nhìn thấy tất cả những cái cảm xúc đó về mùa xuân, để cho mình lớn lên nó đầy đủ hơn trong cái tâm hồn của mình. Tuy nhiên á, có những cái khúc mà gần đi về ao á, vì tụi con cao trào lên quá, sung quá, cho nên hôm nay là Ngọc Dầu hát có những cái đoạn nó hơi bị lệch ra chút xíu mà hợp âm, kiểm soát cho giọng hát một cách tốt nhất nha con. Chúc mừng hai đứa con. Dạ, dạ con cảm ơn cô. Trong bài hát thì mình nên kiểm soát lại một tí xíu đúng không cô Trang? Đó, bây giờ mình nói cảm ơn cô nhẹ nè, 2, 3. Dạ con cảm ơn cô. Bè được không? Bè được không? Bè thử coi. Dạ con cảm ơn cô. Dạ mời cô Tú My ạ. Ban đầu á thì hai đứa con ra, trong đầu cô lúc đó nghĩ đó là chắc tụi con sẽ đem đến một cái tiết mục sôi động, tươi vui. Tuy nhiên rằng khi mà tụi con vô mở màn á thì cô lại bất ngờ là một cái câu chuyện rất là xúc động. Tụi con rất là nghiêm túc đầu tư về trang phục cũng như là cái tư duy xử lý bài hát. Trong cái bài của tụi con á có
ba bài mashup với nhau, trải qua từng cái cung bậc cảm xúc, thì cô rất là thích cái cách mà tụi con đẩy cái cảm xúc từng bài, từng bài, từng bài. Nó theo cái câu chuyện, ban đầu nó nhẹ nhàng, cái cung bậc cảm xúc bài hát nó lên từ từ và cái kết tụi con làm cho khán giả phải vỡ òa. Và hôm nay thì Tú My cảm thấy mình rất là may mắn bởi vì xuất hiện ở tập này là ở chỗ là không loại tụi con. Bốn tiết mục nào cũng xuất sắc hết. Nên là hôm nay cô thấy rất là hạnh phúc. Chúc mừng tụi con. Chúc mừng cô mới đúng á. Đúng thiệt là như vậy. Cả bốn cặp đôi ở trong tập này rất là xứng đáng để nhận được những điểm số cao. Một ràng pháo tay nữa cho Văn Minh và Ngọc Dâm. Thank you.
Cảm ơn hai tụi con đã mang lại hai ca khúc rất là hay, nói về những nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam của chúng ta. Và ngày hôm nay tụi con cũng rất là xinh nữa. Lắng nghe cảm xúc của ban giám khảo ngày hôm nay, chắc là phải mời giám khảo Phương Vi trước. Bài hát rất ư là khó, cái thể loại dân gian đương đại và cái quãng thì nó rất là rộng, và cái những cái đảo nhịp phải nói là bản thân Vi hát còn khó nữa. Hai con có chút xíu hát quá trời quá đất luôn, làm cho cô nổi da gà hết trơn trọi. Phải cảm ơn ban tổ chức chương trình rất là nhiều, tại vì tất cả những cái sự dàn dựng đó nó làm cho cái phần trình diễn phải nói là nó có cảm giác rất là đã. Chúc mừng hai con một cái phần trình diễn phải nói là tuyệt vời. Dạ, cảm ơn cô ạ. Xin được cảm ơn Phương Vi, còn bất ngờ nhiều nữa nha, chuẩn bị tâm lý ha. Xin được mời cô Đoan Trang. Hai giọng nữ rất là mềm mượt nhưng mà vô cùng nội lực, đẩy mấy cái nốt lên cao rất là tốt. Và hôm nay còn có những cái đoạn lên tông của cái bài Chiếc Khăn Piêu khúc sau nữa, tụi con đẩy rất là tốt, phải nói là tuyệt vời. Chúc mừng hai đứa con. Cảm ơn cô. Đừng quên ủng hộ tinh thần bằng một tràng hỗ trợ lực lượng cho Phương Nhi và các viên. Thiên tha như muôn tiếng đàn, xuân dâng niềm
không hề lời than. Sầu thương xóa mờ, tình yêu đời càng thêm chan chứa. Khát khao xuân tươi thái hòa, ánh xuân đêm vui phải đây. Yeah, và đó chính là Phương Nhi và Cát Viên. Wow, dễ thương quá. Nhớ tới những cái thời gian mà cô Đoan Trang hát cái bài Nắng Còn Xuân. Em ghiền chị hát bài này hồi xưa. Và đặc biệt là cái bài Đón Xuân. Tụi con làm cho không khí tưng bừng rộn rã, muốn đi chơi Tết ghê luôn vậy đó hà. Sao Tết năm nay có muốn nhiều tiền lì xì không? Nói nhỏ chú Bình Sườn nghe. Có đúng không? Dày dày hay là mỏng mỏng? Sao cũng được. Một bên sao cũng được rồi, một bên kia. Con sao? Có lọc là được rồi chú. Có lọc là được rồi chú. Ok, bây giờ mình phải gửi một lời chúc Tết chứ đúng không? Nào. Dạ, năm mới con xin chúc ban giám khảo cùng quý vị khán giả và chú Minh Sù có một mùa Tết thật là vui vẻ, ấm cúng và được đoàn viên bên gia đình ạ. Dạ, con Cát Viên thì nhân dịp năm mới con xin chúc ban giám khảo, quý vị khán giả và chú Minh Sù năm mới thật là bình an, hạnh phúc và thành đạt trong công việc ạ. Dễ thương. Còn chú Minh Sù chúc tụi con 10 điểm tối nay hết. Dạ, mời cô Đoan Trang sẽ có cái cảm nhận của riêng mình. Hai đứa con xứng đáng được lì xì điểm cao trong hôm nay. Mỗi ngày mình càng tiến bộ hơn, phát triển hơn trong cái cách biểu diễn của mình. Cô nhìn thấy tất cả mọi thứ đó ở tụi con. Và cô mong là hai đứa con luôn luôn ngoan ngoãn, luôn luôn trong sáng đáng yêu như cái hình ảnh của các con trong ngày hôm nay. Các con hát Nắng Có Còn Xuân rất là hay. Với Cát Viên, với Phương Nhi á, mà có hát một cái gì nó hơi âm hưởng dân gian trong đó là chính đúng xác. Cái máu của tụi con. Vừa mượt mà Phương Nhi đẩy mấy cái nốt cao lên rất là đẹp. Qua tới Đón Xuân mang lại cái không khí cũng vô cùng là hào hứng, rất là đáng yêu, dễ thương. Bè cái phần cuối tuyệt vời. Và cái bài này á, còn có nhảy quãng những cái nốt cao rồi xong mà nhảy lại qua cái phần hát chính. Nói chung là rất tốt. Cô chúc mừng. Dạ, cảm ơn cô. Mời cô My ạ. Chú Hoàng Nhật Nam thấy cái vườn đào này, thấy cô My á là lên đó đứng rồi. Cảm ơn anh. Phải nói rằng là một cái phần mở màn rất là thành công. Hai đứa con mà kết hợp lại đó, nó giống như là hai cái mảnh ghép hoàn hảo. Trong cái tiết mục này, cô rất là thích cái phần mà bè của tụi con. Một cái người chuyên nghiệp chưa hẳn rằng là bè suôn sẻ được nếu mà tập không kỹ nha. Hai đứa con rất là giỏi. Ngồi ở đây mà ba cô chú wow, rất là bất ngờ về cái phần đó. Còn cái phần mà hát chính của tụi con á, có một cái sự hòa quyện và rất là ăn ý, và phong cách biểu diễn thì rất là tự tin, dễ thương. Cảm ơn hai đứa con đã mang cả một bầu trời xuân tới cho cô chú cũng như tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn cô Tú My. Tới thời khắc của anh Hoàng Nhật Nam rồi, mời anh. Hai con Cát Viên và Phương Nhi hôm nay giống như hai cô tiên nhỏ mùa xuân. Hai con cũng khá là đa năng, tập múa hay là tập diễn xuất hay là tập nhảy thì các con cũng làm rất là ra. Chỉ có một chút xíu là lúc chú thấy cái đoạn chuyển bài từ bài Nắng Có Còn Xuân sang Đón Xuân thì Phương Nhi quay sang. Thì Phương Nhi là đúng nhịp nhưng mà Cát Viên hơi trật nhịp một chút xíu, đúng không? Nhưng mà không sao, đoạn cuối thì hai chị em đã vào rất là khớp với nhau để có một cái đoạn ao rất là dễ thương. Chúc mừng hai con với cái tiết mục mở màn hôm nay. Dạ, con cảm ơn chú ạ. Tại vì đáng lẽ Phương Nhi dặn khúc đó hù nhẹ thôi, hê nhẹ thôi, hey, làm bé giật mình chập nhịp. À, không sao tụi con, hôm nay tụi con đã có một cái cuộc mở màn rất là đáng yêu. Và một lần nữa một tràng hối tay cho Phương Nhi và Cát Viên. Đến nay tại Bến Phà, xã Phước Khánh, đợt tạp kỹ vui nhộn của ông năm tài tử sẽ cho lên màn một chương trình hoành tráng lệ với dàn âm thanh không rọt rẹt, ánh sáng không mờ ảo, và đặc biệt với sự góp mặt của các diễn viên trẻ xém đẹp sắp nổi tiếng như Thế Thanh, Ngọc Thanh, Ngọc Tâm, Triệu Phú, Wendy và Quách Phú Thành, Midi in Việt Nam. Kính mời bà con ghé xem, vé hiện đang bán tại các quầy bán thịt heo của ông Bảy Xề. Xin trân trọng kính mời và kính mời. Rồi bà con kéo tới quá rồi, từ ơn. Rồi ơi mấy đứa, rồi nè đổ đội bảo vô nè con, rồi bà con tới rồi đó hen. Rồi
Nè mấy bộ đồ này ha, ngày hôm qua bộ đồ của con bận á là cô Thanh Hằng cho đó nghe. Đó bộ đồ này nè, ông Năm thắc mắc hoài à, không hiểu dường như là ông Hoài Linh ông đóng kịch sao có bộ đồ này ông cho bận vừa y chờ. Đó được, ủa tôi có Thanh sao con không bận đồ vô? Dạ con mệt quá trời. Sao mệt? Con đói bụng. Thôi cố gắng đi, diễn xong suốt này á, cha con mình ăn sang bữa. Bây giờ mệt ngồi nghỉ, cha thế con. Rồi chuẩn bị nè, đó chuẩn bị chưa? Rồi rồi lên lên lên, lên vô chuẩn bị nghe. Mở màn. Dặn sấm lắm đang tràn sáng cõi bờ, vẫn làm trái ta đâu thế ngồi yên. Tạm biệt phụ nhân, ta sông lướt xa trường, mang chiến thắng về cho non nước phù quân. Ngoài biên cương gió tung bụi mù mịt mờ, giặc xâm lăng tấn công lan tràn cõi bờ. Bầu trời tan tóc quê hương mình đau buồn, loạn ly khóc thương lứa đôi lìa xa. Xin lỗi bà con nha, không sao đâu con, đi thay đồ đi con. À, không sao, cảm ơn bà con nhiều nha. Dạ xin cảm ơn, ô bà con. À, cảm ơn bà con, xin lỗi sự cố kỹ thuật nha, bữa khác quay lại con nha. Rồi. Nè, dường như bà con cho tiền nhiều lắm phải không? Rồi. Hai đứa chạy qua quán của ông Bảy mua con gà quay mấy ổ bánh mì về. Hôm nay mình ăn sộp bữa ha. Đi con. Lúc nãy á, con đưa cho cha nửa ổ bánh mì á, mà cha không có chịu ăn. Bây giờ cha không có sức á, nên cha té đó. Không có sao đâu con. Đi. Ê khoan, ở trong có bận gì không? Dạ không. Vậy tao lột được. Rồi ăn chia qua đây con. Cha ơi, cha ăn với tụi con đi cha. Rồi, chút cha ăn sau tụi con đói bụng ăn trước đi. Dạ, rồi đó. Rồi dép con nè. Trời ơi. Này em thèm lâu lắm rồi. Ăn đi con, gan với mấy anh chị đi. Em thay đồ xong rồi đó, phần của em đâu? Nè. Cái này á hả? Con chán cái cảnh này lắm rồi. Em xin lỗi, tranh cái đùi nè. Không thèm. Thành, sao vậy con? Cả nhà không có ai thương con hết á. Con đóng vai kém chính á, mà đối xử với con vậy đó hả? Con biết á, con là con nuôi của cha, cho nên á, anh em trong nhà lúc nào cũng ăn hiếp con hết á.
nói như vậy không sợ cha buồn hay sao? Xin lỗi cha lẹ lên. Em lỗi gì mà hứa xin? Em cho ích kỷ á. Hả? Sao con nói cha ích kỷ? Chứ không phải á, mẹ ruột của con đã đến gặp cha và xin con về ở với mẹ, mà cha nhất quyết không cho con đi. Thành, thiệt vậy hả Thành? Em nói thiệt hả? Phải. Mẹ ruột của tôi có đến tìm tôi, nhưng cha không cho tôi đi, vì cha sợ nếu tôi đi rồi, ai sẽ hát cái giai cấp chính này đây? Mà nếu không có ai hát á, thì cha sẽ không có tiền. Phải không cha? Mày! Dạ! Yeah. Ờ đó, mày là con nuôi của tao, mấy đứa này đứa con ruột này. Nhưng mà cha thương con mà Thành. Con nói gì kỳ vậy? Cha lượm con từ lúc con đỏ hỏn cha nuôi đến ngày hôm nay, sao không thương? Rồi tự nhiên khi khổng khi không có người đàn bà họ xuất hiện, họ nói họ là mẹ ruột của con, thì làm sao mà cha cho con đi theo người ta? Nhưng người đó giàu có, người đó sẽ làm cho con đổi đời, người đó sẽ cho con một cuộc sống không phải như vậy. Con chán sống cái cảnh này lắm rồi. Thành, còn anh chị nữa, đừng có làm bộ mà thương yêu tôi nữa. Nếu anh chị thật lòng thương yêu tôi á, thì đâu phải dành ăn với tôi. Chà, mẹ con đã tới gặp con rồi và đã cho con coi giấy khai sanh thật của mình rồi. Con muốn về với mẹ ruột của con. Mẹ con đang đậu xe chờ con ở bên kia phà kìa. Tôi cha không đi. Thành ơi, Thành. Cha ơi, thằng Thành nó không phải vậy đâu cha ơi. Để con coi, con ruột theo nó coi sao nha cha. Thành ơi, Thành. Oh,
bệnh tình. Thành ơi, cha biết tìm con đâu. Đừng khóc nữa cha ơi, người cha mà con đã tôn thờ yêu kính. Hãy tha lỗi cho con vì đã vô tâm làm cha phải hãy xem như chưa từng lắm con ở góc nhờ năm nào. Anh chị đừng buồn vì nay em xa dân, mà hãy lo chăm sóc cho cha già, đừng để cha buồn vì nhớ thương em. Anh hai đừng cho cha múa cờ nữa vì cuộc sống của cha đang đau á. Anh Tư, anh hãy thay em diễn giai dùng tớ chỉ năm già bé bày dở dân mùng cho cha mỗi lúc đêm về. Còn bé Tám á, không có được khóc nhè nữa, hãy phụ giúp gia đình khi không có anh. Cha ơi cha đừng quá nhớ con mà lắm, trong bệnh sẽ quay về một ngày không xa. Thành ơi, mấy đứa ơi, em của con nó không có bất hiếu nghe, nó không có hổn với tụi con đâu. Nó đi gì nó gửi tiền cho cha chữa bệnh nè. Mấy đứa, bố ra tìm em đi con, biết đâu nó còn quanh quẩn ở cái bến phà này. Tìm nó đi, nó là gia nhờ đó. Em đâu rồi Thành ơi? Về đây cha đợi đó Thành ơi. Thành ơi, mẹ Hiền có thấy Thành không? Con cầu dù đây là một tiết mục mà tất cả mọi người khi mà xem không thể nào cầm lòng được, không thể nào mà có thể ngăn được những dòng nước mắt của mình. Thứ nhất đó là bởi vì có lẽ là sự kết hợp quá tuyệt vời của tất cả các con đã hỗ trợ cho Quách Phú Thành. Và cái điều quan trọng hơn hết mà chú nhìn thấy đó là cái tình của ông Năm. Cái tình của ông Năm các con đã gửi gắm vào trong cái câu chuyện này. Và ông Năm đã hỗ trợ cho các con rất là tuyệt vời. Một tràng vỗ tay dành cho nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc, người thầy của tất cả các bé. Thanh Hằng cũng xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Ông Năm đã làm một cái dấu ấn cho cải lương tuyệt vời quá. Quách Phú Thành, cái tiết mục này con diễn rất là hoàn hảo, mà gọi là xuất sắc luôn nữa. Một lần nữa, cảm ơn ông Năm. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Ở đây thì tiết mục đã mang lại rất là nhiều cảm xúc. Với cái Donnie đóng giày này, em đã khai thác hết tất cả những cái thế mạnh để em dồn vào cho Quách Phú Thành. Từ cái hài đầu tiên cho tới cái vai diễn ở trên sân khấu, những cái tính cách em thay đổi liên tục, em làm cho nó không có bị một màu.
Và trong những cái lúc diễn đó, em phô được cho mọi người thấy là một cái người học trò của em giọng hát như thế nào, nhịp nhàng ra làm sao, bài bản em cũng đổi liên tục. Riêng về Quách Phú Thành, con may mắn khi có ông Năm bên cạnh con, một người lúc nào cũng tâm huyết với nghề. Cảm ơn chú. Cảm ơn giám khảo nghệ sĩ Hoài Linh. Quách Phú Thành hát hài ca bi, chinh diễn rồi phản diện, thể hiện diễn xuất điêu luyện, tuyệt đỉnh cho đến tuyệt vời. Ở đây thứ tài siêu nhí có thể là ranh giới giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư nó gần kề, nhưng con đã đạt một đỉnh trở thành người chuyên nghiệp trong khi tuổi đời còn quá trẻ như vậy sao? Chúc mừng, ta đã yêu nhau, cùng nhau gặp gỡ trong ngày hôm nay. Ta hãy nghe coi các vị giám khảo dành cho con mấy điểm nè. Cô Thanh Hằng, cô sẽ dành cho Quách Phú Thành bao nhiêu điểm? 10 điểm! Cảm ơn cô! Xin mời giám khảo Hoài Linh. Không, cho chục người cũng kỳ. Tại vì tôi cũng có một cái suy nghĩ của tôi, cho nên là tôi ngắt bớt bớt hai. Tôi lấy thập. Chứ không có lấy 10, không lấy chục, mà tôi lấy thập. Thập là nhiều biết không con? Thập là nhiều con biết không? 10. Đó là 10 điểm. Cảm ơn giám khảo Hoài Linh vì cái điểm thập. Chúc mừng Quách Phú Thành và nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Bài hát ấy quá không tin tôi. Bài hát ấy là con mạnh mẽ phi thường. Bài hát ấy khiến con dưng dưng khi đứng dưới cờ đỏ sao vàng. Bài hát ấy con nghe hôm nay là điều tuyệt vời thiêng liêng của cả dân tộc, cùng chiều người ngân vang câu ca nước non Việt Nam ta phương. Từ ngày đầu đi bố thằng đó dạy cho con giai điệu tự hào, bài hát vang lên con ngây thơ chưa hiểu gì. Rồi ngày tháng con đeo màu khăn quàng đó, tự hào giọng hát cất lên, bài hát oai hùng, bài hát từ chiều con tim. Đội quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc, chân dồn va trên đường gặp cảnh xa. Bài hát ấy vẫn trong tim con, bài hát ấy làm con mạnh mẽ phi thường, bài hát ấy khiến con sướng sướng khi đứng dưới cờ đó sao vàng. Bài hát ấy con nghe hôm nay là điều tuyệt vời thiêng liêng của cả dân tộc, cùng chiều người ngân vang
chiều người ngân vang câu ca nước non Việt Nam ta. Bài hát ấy vang trong tim con, bài hát ấy làm con mạnh mẽ phi thường, bài hát ấy khiến con sướng sướng khi đứng dưới cờ đó sao vàng. Bài hát ấy con nghe hôm nay là điều tuyệt vời thiêng liêng của cả dân tộc. Chiều người ngân vang câu ca nước non Việt Nam ta vương về, nước non Việt Nam ta vương về. Khép lại chương trình của chúng ta với chủ đề quê hương Việt Nam, có thể nói là tụi con đã chinh phục được tất cả quý vị khán giả ở đây, ban giám khảo phía dưới bằng lá cờ đỏ sao vàng rất là rực rỡ phía sau và giai điệu tự hào. Đây là sáng tác của Phạm Hồng Biển. Một tràng hỗ tay chúc mừng cho hai con. Và bây giờ chắc chắn rồi sẽ là sự nhận xét của ban giám khảo dành cho tiết mục cuối cùng này. Xin được mời cô Ốc Thanh Vân ạ. Cô rất là tự hào về các con, tại vì cô cũng đã có một thời gian được đồng hành cùng các con rồi. Và càng tự hào hơn nữa khi thấy các con ngày hôm nay như thế này. Chú Minh Xù nói rất đúng, những người trẻ, những người rất trẻ và họ có thể làm được những điều thật là phi thường. Chỉ với một tập này thôi mà cô đã thấy các con tiến bộ một cách vượt bậc. Tư duy mới, con người mới, cách thể hiện mới, mọi thứ đều rất là mới mẻ với các con. Tại vì cô Ốc rất là thân thuộc với Ngọc Dầu và Văn Minh. Và thật sự là ngày hôm nay cô hơi chưa được quen lắm với hình ảnh này của các con. Dầu thì vẫn như vậy nhưng mà con cao hơn. Còn Văn Minh bây giờ con giống như một chàng thanh niên mà kiểu nó chưa có bung hết á. Yeah. Nó bị nén lại á. Nhưng mà cái gương mặt của ảnh á thì nó đã khác rất là nhiều so với cậu bé Văn Minh hồi trước mà cô Ốc biết rồi. Nhìn con đàn ông rất là thanh niên và rất là Việt Nam. Cách mà những người thanh niên Việt Nam bây giờ họ cống hiến cho đất nước, họ nói cho mọi người ở khắp thế giới rằng là tôi đến từ đất nước mà lá cờ của tôi là cờ đỏ sao vàng đó. Cô rất là thích bài hát này. Từ trước tới giờ là cô đã dành một tình cảm rất là đặc biệt cho bài hát này rồi. Nhưng ngày hôm nay cái phiên bản mà các con thể hiện thực sự rất là ấn tượng. Nhất là cái đoạn cuối, một cái bản phối mới, một cái đoạn lắng xuống và thấy rất là rõ chất giọng của các con, tình cảm các con truyền tải trong bài hát này. Và cô đặc biệt là ở Văn Minh thì cô thấy rằng là con luôn có một cái lực rất là khỏe trong giọng hát của mình. Còn Ngọc Dầu thì nếu mà mọi người để ý sẽ thấy Ngọc Dầu là một cô bé có một cái chất giọng, nó có một cái độ gọi là tạm gọi nó là một cái độ nức nở tự nhiên. Nhưng mà con biết kiểm soát nó, cho nên nó đôi khi mình nghe những cái tiếng nức nhẹ trong cái giọng hát của con, nhưng cô biết đó là ý đồ của con. Và cá nhân cô thì cô thích cách xử lý như vậy. Và đến đoạn cuối thì các con đã làm cho mọi người phải vỗ tay theo các con, bởi vì một cái bản phối rất là sôi động, rất là trẻ trung và đúng là một giai điệu tự hào. Chúc mừng Văn Minh và Ngọc Dậu. Dạ con cảm ơn ạ. Trời ơi, trời ơi, trả lời. Dạ con cảm ơn ạ. Sao giờ là em bé rồi? Hồi nãy thấy thanh niên trưởng thành lắm mà. Trời ơi, đó mới thấy là các con đã hóa thân rất là tuyệt vời thông qua những cái tiết mục của tụi con. Còn cô Đoan Trang thì sao ạ? Xin mời cô. Bài giai điệu tự hào là một tác phẩm rất là hay của chú Phạm Hồng Biển. Và ca khúc này cô Đoan Trang cũng có cơ hội hát rồi. Cô rất là thích. Với hai đứa con thì vẫn như cũ, vẫn từ các tập trước vẫn là một cái tinh thần rất là văn minh trong cách chọn bài, trong cách hát và trong cách thể hiện của hai đứa. Ở Ngọc Dầu thì lúc nào cô cũng nhìn thấy ở một cái sự tích cực trong nụ cười của con. Cô rất là thích điều đó, hãy luôn luôn giữ điều đó nha con. Còn với Văn Minh cũng vậy, con rất là từ tốn nhưng mà con thể hiện được hết tất cả những gì mà cô tin là chú Hồng Biển cũng như chú Phú Luân đã dành cho hai đứa con trong tiết mục này. Và cái cô thích ở hai đứa con đó là cái tiết mục này á, nó có rất là nhiều đoạn đổi tông, đổi liên tục. Điều đó chứng tỏ là cái thẩm âm của tụi con, cái độ tai nghe, cái tai nghe của tụi con về hợp âm á, rất là chuẩn xác. Cho nên tụi con lên xuống, tụi con thay đổi từ giọng nam qua giọng nữ, hợp âm này qua hợp âm kia, mà thay đổi hợp âm á, qua một cái tông khác á, thì Văn Minh là người phải thay đổi. Còn với Ngọc Dầu thì con phải bám theo bằng cái bè. Cho nên cô rất là thích hai cái đứa này ở cái sự thông minh của tụi con, trong cái cách tụi con xử lý. Chúc mừng tụi con. Dạ con cảm ơn cô.
Mỗi lần mà con cảm ơn là chú Minh Sù muốn xỉu luôn. Rồi chú cảm ơn con. Dạ mời anh Long Nhật ạ. Trước hết là chú yêu hai cái nụ cười này lắm. Cả con cười mà đôi mắt cười theo như vậy. Và cả hai con có một cái điều rất đáng quý luôn trong thanh nhạc. Mà lúc mà khi tụi con vừa hát một cái là chú quay qua chú nói về cô đoán ra về cô ốc rồi. Hay quá em ơi. Cái đó là cái voi rất là cần thiết của người ca sĩ. Chú ôm hai đứa cái đã nè. Chú Long Nhật là chú yêu cả thế giới. Thật sự chú yêu tất cả mọi người. Cái thứ nhất là nó hạt hay cái dòng. Lúc anh nhìn qua Đoan Trang anh nói em ơi hay quá. Là vì Ngọc Dầu nó có cái voi, nó có cái thánh quang sốt, rền, nầy và tròn vành rõ chữ. Còn Văn Minh thì là nó ấm, nó dày. Nó dày mà nó ấm mà hai đứa bộ trợ cho nhau. Mà cái, những cái đoàn mà truyền tông đó, truyền tông rồi một đứa ca, đứa bè rồi a theo mà đuổi nhau như vậy. Nó đã gì đâu, một cái bản phối hoàn chỉnh. Và tụi con bám theo Hòa Thanh một cách chắc chắn như vậy. Tụi con, chứ không nói gì nhiều, cô Đoan Trang và cô Ốc đã nói rồi. Tụi con sẽ trở thành những ca sĩ chuyên nghiệp. Quá tuyệt vời. Dạ con cảm ơn chú. Và với cái tác phẩm mà tự hào Việt Nam như thế này nè, là phải nói rằng là có một cái câu nói ngày xưa mà mình đi học mà thầy cô hay nói đó. Tuổi thơ hôm nay là thế giới ngày mai. Cảm ơn cả con. Dạ con cảm ơn ạ. Thực sự phải nói là các con á, khi mà không có hát trên sân khấu những cái tiết mục đang dự thi nữa thì ở phía dưới là trẻ thơ liền. Rất là tinh nghịch, nói chuyện rất là nhiều năng lượng, giàu năng lượng, tích cực. Nhưng mà tụi con phải nói là giúp cho các cô chú cũng học được rất nhiều từ tụi con. Phải luôn luôn giữ mình trẻ trung, lạc quan, tích cực, yêu đời như vậy. Mặc dù ngoài kia đang còn rất nhiều cái khó khăn, thử thách dành cho bản thân chúng ta, đúng không ạ? Và một lần nữa xin được cảm ơn giai điệu tự hào của Văn Minh và Ngọc Dầu.
Và đó là Ngọc Nhi và Nhật Minh. Thank you dancer. Xin mời cảm ơn một đàn ô. Trời ơi, bao nhiêu cái tội hồi xưa đi học là kể ra đây hết, không có sợ thầy cô la hả ta? Dạ không, có làm có chịu chú. Trời đất ơi, hay gì, giỏi ghê chưa. Trời ơi, sao vậy Trang? Mình đem bất kiến vô mình coi cho kỹ luôn hả? Dạ. Em ơi, em thấy sao em? Em thấy cái váy giống em. Ừ đúng rồi, váy xếp ly luôn nè. Dạ, bạn em mà. Đồng trang lứa, học chung lớp không? Dạ, chung lớp, phong dạ. Em. Ờ, phong bạn. Trả lời đi con. Con học có học chung lớp với cô Trang không? Dạ có, bạn con luôn. Thấy chưa? Trời đất ơi, muốn lấy điểm hay cái gì đây nè. Mà bạn mà sao không rủ mấy bạn lên cùng nhảy với nhau luôn. Bởi vậy cưng phải kêu MC là chú á. Dạ chú. Ê. Chú, con thấy mấy bạn của con biểu diễn ngày hôm nay rất là tuyệt vời luôn. Chú thấy chú không chưa chú? Hỏi con, chú chưa hỏi con nha. Con ngồi yên đó, con quậy lắm. Bạn bè con quậy này là chú biết là con quậy theo rồi đó. Thôi chắc là chị Trang với lại anh Nam là nhường cho Vân Trang nói trước đi ha. Tại giờ Nhung mới hỏi con hả? Mời mà con á. Dạ giờ con không thích trả lời nữa. Hồi nãy con đang hứng thì chú không cho con nói. Quê rồi. Thôi chú xin lỗi con, tí nữa tặng cho con bịch cốc ổ mi ghim. Dạ bây giờ con hết biết nói gì rồi. Trời. Không, tại vì thật sự là tiết mục hay quá. Con mắc coi á, cái con quên là con phải nói cái gì luôn. Thế giờ con mê nhất là cái phần nào trong tiết mục này? Con mê nhất là bạn Nhật Minh ngồi á, khi mà bạn gái hát á là ngồi kế một thằng con trai, là bạn ấy ngồi cái tướng rất là men. Dạ, ngồi phải giãn chân ra như vậy thì mới men này nha chú. Không phải, tại chéo không nổi, dướng cái đùi to lắm. Cái này là giảm cân dữ lắm mới mặc được cái size này nè. Dạ. Con là con mê tiết mục này lắm, bởi vì khi mà nghe xong rồi á thì mình cảm thấy giống như là mình quay lại cái thời mà ngày xưa mình đi học vậy. À, cái trò nào cũng có chơi hết, cái quan trọng nhất là mang lại cái cảm xúc cho cô Trang cảm thấy là mình rất là thích tiết mục này. Bây giờ tiết mục này ở đầu tiên luôn, thành ra là không biết giờ cho nhiêu điểm nữa. Mình có thể cho 10 hả tụi con hả? Dạ. Trời mê lắm, mê lắm, nói 10 cái là mê dạ liền hả. À, cái điểm số tí xíu nữa chúng ta sẽ biết sau. Thế thì bây giờ là cô Trang còn muốn chia sẻ điều gì không ạ? Dạ hết rồi. Dạ con cảm ơn cô ạ. Cảm ơn cô. Dạ tiếp theo chắc là mời chị Đoan Trang ạ. Chú Hoàng Nhật Nam là ba số vừa rồi chú đi công tác, chú không có ở đây cho nên bây giờ mình nhường cho chú nói trước đi. Đúng ha, rồi ạ. Ha chú Minh ha. Dạ vâng ạ. Coi chú cảm nghĩ sao? Là ba tập phát sóng trước là chú đã vắng mặt, nhưng mà chú vẫn có theo dõi. Và hôm nay trở lại sân khấu này với cái tiết mục mở màn này thì chú rất là vui. Với cái vai trò gọi là mở màn thì Nhật Minh và Ngọc Nhi đã làm tròn vai, gọi là mang đến một cái không khí rất là tưng bừng, một cái lớp học vui nhộn luôn đó. Và trong cái phần này chú thích nhất đó là một cái bài hát vui nhộn có những cái tiết tấu và mình nhảy cùng với vũ đoàn nữa. Hai con rất là thuộc bài, nhớ bài. Và đặc biệt là chú thích nhất là thái độ trên gương mặt của các con, lúc thì nhìn qua nhau, lúc thì nhìn khán giả vân vân. Đôi khi kinh kiều với nhau hoặc là chọc nhau, trêu ghẹo nhau, tụi con đều làm ra hết. Nhật Minh á là con hơi tròn một chút cho nên là những cái điều nhảy của con á nó rất là đáng yêu, thể hiện con đã tận dụng cái lợi thế hình thể của mình để mà trở thành một cái điểm đáng yêu đó. Thì đó là cái điều mà chú rất là thích. Chú chỉ nhắc Ngọc Nhi một chút ở cái phần trầm á, cái phần trầm của con đoạn đầu thì con hát cũng rất là rõ, nhưng mà có một số từ thì do trầm quá hay sao đó thì con chú ý để mình phát âm cho nó rõ hơn thì nó sẽ hay hơn. Nhưng mà đối với chú là hai con hôm nay đã rất là giỏi rồi. Dạ, chúc mừng con. Chú. Cảm ơn thầy. Dạ, giờ mời cô nè. Cô cũng rất là đồng ý với lại những cái ý kiến của chú Hoàng Nhật Nam và cô Vân Trang. Các con có một cái phần mở đầu rất là vui, làm cho mọi người nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa đi học ha, rất là đáng yêu. Cái tuần này thì ngoài cái giọng hát vẫn rất là mạnh mẽ của hai con ra rồi, điều đó là điều không ai có thể mà không nhận ra. Tuy nhiên là vẫn thiếu những cái phần bè khúc cuối, làm cho cái phần đồng âm nó sẽ xảy ra cái việc là hai cái giọng đồng âm cỡ nào đi chăng nữa thì cái năng lượng vẫn khác nhau, thì có một vài cái phô của một bạn nào đó ở những cái câu cuối thì nó sẽ lộ ra đó, nó mất đi cái hiệu quả của mình. Cô hy vọng là các con sẽ hiểu cái điều cô nói cho cái tiết mục sau của mình nha. Chúc mừng hai con. Dạ cảm ơn cô. Mở màn vậy là quá sung rồi, trao tay cho Nhật Minh và Ngọc Nhi. Dạ cảm ơn. Mong con gì không? Hôm nay
để mi nói cho mà nghe tâm hồn này chẳng thể làm mẹ. Thương cha xó mẹ, thương định mà phận đời mình chơi vơi. Để mi nói cho mà nghe hết năm nay mi vẫn còn trẻ. Xuân đến tới rồi nên mi cũng muốn đi chơi. Này Dạ, yeah, 안녕하세요. 저는 민수입니다. Sao? Cảm ơn chú. Yeah. Tự trọng. Dạ không, chị em giao lưu bằng tiếng Hàn được ạ. À, có em con bé nó trả lời em bằng tiếng gì? À, mời con, 저는 민수입니다. And you? À, dạ, con xin tự giới thiệu. À, con nói được tiếng Việt hả? À, vâng. À, vâng, à, con chào mọi người tí. À, dạ, con xin tự giới thiệu. Con tên là Kim Jae Bin. Năm nay con 11 tuổi và con đến từ Bình Dương ạ. Trời đất ơi. Nhưng mà con trai cho chú hỏi nè, thế thì ở nhà con ai là người Hàn Quốc? Là bố con ạ. Bố con, còn mẹ là người Việt Nam. Vâng ạ. Thế thì con có cái tên tiếng Việt không? Dạ hay con có nhưng mà con quên rồi. Trời quên luôn rồi vậy. Dạ chỉ quen là Kim Jae Bin. Con Cam Tú, gửi lời chào đến mọi người nào con. Con xin chào ba vị ban giám khảo, tất cả mọi người đang ngồi ở trong trường quay. Con tên là Võ Cẩm Tú, năm nay con được 11 tuổi. Ồ, bằng tuổi luôn, vỗ tay cho hai tụi con. Một tiết mục rất là giải trí ở phần cuối chương trình đúng không ạ? À? Không biết là ban giám khảo đang nhận thấy như thế nào? Mời anh Hoàng Nhật Nam. Thôi mời cô Khả Như trước đi vì cô Khả Như rất là muốn lên nhảy luôn. Cổ ngồi dưới này cổ cứ lắc lư anh luôn Nam. Này. Em nghĩ là chị Như mà muốn lên nhảy thì nó không có ấn tượng bằng ba giám khảo lên đây nhảy luôn. Một tràng hô tay cho ba ban giám khảo lên sân khấu cho tụi em ạ. À. Xin mời ạ. Kính thưa quý vị, và sau đây sẽ là một tiết mục đặc sắc nhất trên sân khấu của cặp đôi vàng nhị. Âm nhạc lên. Muốn đi chơi này là mình đi theo giấc mơ sớm mai gọi mời nơi vòng tay ấm em chẳng rời hoa bàn trắng nơi đây con bàn mò hứa sẽ còn chưa phai.
hết cho mà nghe. Để mình nói cho mà nghe. Một cái vũ đoàn mà không có một cái tổ hợp nào mình nó dính với nhau. Đôi khi là người ta nói mà cái sự sáng tạo táo bạo này nó cũng gây ấn tượng. Nếu như quý vị thích thì vỗ tay thật lớn cho vũ đoàn bất đắc dĩ bọn em à. Thế đúng mới rồi. Nói là khó đúng không ạ? À? Cho nên là các con ngày hôm nay rất là giỏi rồi. Nói chung là chú là đạo diễn, chú nói rất là hay, hướng dẫn này kia, nhưng mà lúc lên sân khấu ánh đèn chiếu vào nó không có còn mà tự nhiên chân tay gì cả, cho nên là chú rất là cảm thấy rất là nể, rất là phục tụi con, dù là nhỏ nhưng mà có bản lĩnh sân khấu. Dạ con cảm ơn chú. Cảm ơn chị Đoan Trang, cảm ơn chị Khả Như và cảm ơn Hoàng Nhật Nam thông minh về. Tụi con phải biết một điều rằng là để mà tạo được một cái truyền cảm hứng, cái năng lượng cho người khác á, là không phải dễ. Cho nên tụi con đã có một cái tiết mục rất là sôi động để khiến cho ban giám khảo lên đây nhảy tưng bừng hoa lá cơ mà, đúng không? Thế thì bây giờ ngồi lại vị trí ban giám khảo của mình thì không biết là cô Đoan Trang có nhận xét và chia sẻ gì với các con hay không ạ? Xin mời cô. Lần đầu tiên thì cô biết tới Kim Jae Bin, nhưng mà cô đã gặp Cẩm Tú ở trong Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí mùa đầu. Con ở bên đội của chú Dương Triệu Vũ đúng không? Dạ. Con có một cái đặc trưng riêng của con là con hát và con có vũ đạo đó. Tuy nhiên á, thì cái vũ đạo mình cũng phải tính chút xíu con ha. Tại vì nếu mà vừa hát vừa nhảy đó thì là một điều vô cùng khó khăn. Nó sẽ làm mất cái hơi của mình. Cho nên mình để ý cái đó. Với lại Bin á, con để ý cái mic của mình nha con. Khi mà hát á, thì ngay cả mình di chuyển ở đâu cũng vậy, mình cũng phải để ý cái mic của mình. Diễn thì diễn nhưng mà phải canh. Chứ còn có lúc con giật lên giật xuống thì cái âm thanh của mình đi nó không đều. Thì như vậy thì cái phần hòa quyện của mình mất đi hiệu quả chút xíu. Tuy nhiên, cô thấy hai đứa con rất là dễ thương trong chương trình này. Tụi con có thể rất là đa dạng và có vũ đạo rồi. Cái nét hai đứa con rất là mới, cho nên là có thể sẽ là cái cảm hứng cho thầy cô sẽ dàn dựng cho các con nhiều tiết mục rất là thú vị. Dạ, con cảm ơn cô. Ok, chúc mừng hai con. Mời chị Khả Như ạ. Cái bản phối này rất đáng yêu luôn á. Nó làm cho cô nhún nhảy theo mà rất là dễ thương. Và cái cách tụi con trình diễn á, đúng giống như cô Đoan Trang nói là khi mà Cẩm Tú, khi mà con biểu diễn đúng là con phải tính động tác. Tại vì cô khi mà cô ngồi á, cô là không phải là ca sĩ, nhưng mà khi cô ngồi cô thấy cô múa nhiều quá, cái cô bị phân tán á, với lại cái giọng của con sẽ không tập trung được giống như cô nói. Nhưng tuy nhiên đây là một cái tiết mục nào đối với cô, đó là một tiết mục giải trí thật sự, và hai bạn làm cho cô cảm thấy rất là nhí nhố, rất là đáng yêu. Cảm ơn hai con rất nhiều. Dạ con cảm ơn cô. Xin được cảm ơn chị Khả Như ạ. Xin được mời anh Hoàng Nhật Nam. Chú rất thích cái màu của hai con Kim Jae Bin nè. Cách của con diễn á, nó có cái gì đó nó rất là mộc mạc, và con không có phải là thực sự là điêu luyện và nhiều kinh nghiệm, nhưng mà chính cái điều đó nó làm cho những cái bước di chuyển của con hoặc là những cái cách trình diễn á, nó rất là dễ thương và đáng yêu, có cái gì đó rất là thu hút đó. Và con chú ý hơn về cái thái độ của mình diễn, hoặc là mình đừng căng thẳng quá nha, thì mình sẽ trình diễn nó tốt hơn. Chú rất thích cái đoạn đầu mà con hát, con đi rất là đẹp, và cái giọng ngân của con nữa nghe như là tiếng sáo ai đang lững lơ, là đúng cái những cái câu đầu đó hát, chú rất thích. Con nhớ phát huy những cái điều đó. Còn về Cẩm Tú, con diễn thần thái của con, những động tác tay đưa ra vào hay là nó theo cái nhịp nhạc mà rất là tươi vui với thần sắc của con nữa. Và chỉ cần chú ý thêm về mặt giọng hát như cô Đoan Trang nữa thì con sẽ hoàn hảo hơn. Dạ con cảm ơn cô chú. Cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Kim Jae Bin, bây giờ con nói một câu bằng tiếng Hàn Quốc. Con nói là con cảm ơn lời nhận xét của ban giám khảo, và con sẽ cùng với Cẩm Tú cố gắng hơn trong tập tiếp theo. Nói làm sao nè, tiếng Hàn nè. Dạ thưa chú là con ở Việt Nam lâu rồi nên con không nói được tiếng Hàn hả? Vâng. Chú Nam có thấy một cái mâu thuẫn nha. Ở Việt Nam lâu rồi không biết nói tiếng Hàn Quốc, nhưng vì sao con lại quên cái tên tiếng Việt của con? Ừ. Vì con nên nhớ con là một nửa dòng máu Việt mà, đúng không? Dạ vâng ạ. Thì đề bài của chú Nam rất đơn giản. Chú Nam muốn biết tên tiếng Việt của con và một câu của con nói bằng tiếng Hàn vào tập sau. Cảm ơn chú Nam rất nhiều. Và đây là bài tập của con về nhà nha. Một lần nữa một tràng hối tay cho Kim Jae Bin và Cẩm Tú. Tiếp theo xin được giới thiệu với tất cả quý vị một cặp đôi nữa. Hai nhân vật này hát rất là ngọt ngào về dân ca miền Nam, mặc dù không phải là người miền Nam. Quý vị thân mến, hãy cùng nhau chào đón ca khúc Ru Lại Câu Hò với tiếng hát của Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Hãy
không bơ. Rắt đôi bờ nhai, chỉ hai cứ ngắm trong hoài bóng con đò xưa. Biết người xưa kia giờ sang sông, biết người ra đi mà vẫn mong nhung nhớ đêm dài tóc chị giờ như đã phai. Dòng sông bến nước con đò đã còn nhau, lều tranh dắt lá dây trâu quấn quanh hàng cao. Trăng già trăm năm tình ngàn năm, ai ngờ một đêm chợt nước lớn lôi cuốn con đò vô tình lờ theo nước trôi. Lôi cuốn con đò vô tình lờ theo nước. Gặp không may thương lòng chỉ hai trào nước mắt vẫn lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Chỉ hai trào nước mắt giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Thấy người xưa kia gặp không may thương lòng chỉ hai trào nước mắt giận lắm cũng đành ru lại câu hò.
Đức Vĩnh. Hát với Quỳnh Anh hôm nay cảm xúc sao em? Cảm xúc vẫn như mọi lần ạ. Vẫn như mọi lần. Còn em, Quỳnh Anh? Cảm xúc con hơi lo lắng, sợ lên cao không được. Nhưng ngày hôm nay rất là ngọt ngào dễ thương mà, đúng không quý vị khán giả? Vỗ tay nữa, động viên tinh thần cho hai con. Thật sự ra thì mình dù thấy ngày hôm nay có một cái điều chia sẻ ở cái cặp đôi nhí này là hai bạn nhỏ đã có cái thời gian hát chung với nhau rồi, làm bạn với nhau rồi, được học chung với nhau nữa thì chắc chắn là tụi con phải tự tin hơn, đúng không? Rồi bây giờ lắng nghe ý kiến của ban giám khảo nha. Đầu tiên chắc là mời chị Khả Như trước đi ạ. Hai con hát làm cô thích lắm. Cô cảm thấy nó, cô nhắm mắt lại cô cảm thấy giống như là mình đang ở dưới quê của mình á, có cái dòng sông rồi có con đò. Câu hát của tụi con nó làm cho cô nhớ nhà. Và cái điều quan trọng cô thích ở hai đứa con đó là hai con không có phải biểu diễn cái gì nhiều hết, nhưng mà cái tình cảm các con trao gửi qua câu hát á làm cô thích, làm cô cảm được. Và có một cái hành động của anh chàng Đức Vĩnh với cô Quỳnh Anh làm cô tức phải bật cười ra. Lúc mà con nắm cái tay cổ con kéo lên cái câu cuối á, không cần nhìn nghe anh Nam chị Trang. Ví dụ mình nắm là mình phải nắm cái người là mình phải thấy. Không. Lời. Lại dính liền. Dính liền. Là thân quá rồi chị. Có hiểu nhau mới có thể đồng bộ như vậy. Cô biết hai đứa con giọng hát thật sự là chinh phục bao nhiêu triệu trái tim rồi. Rất là nhiều người thích hai con, nhưng mà hôm nay hai con trình diễn làm cho cô thương quá đi. Thương giống như là một cái mầm non mới nhú vậy, cô thích quá. Vỗ tay. Cảm ơn cô Khả Như. Là một cái tính từ là thương rồi nha. Rồi tiếp tục nè tụi con, xin mời cô Đoan Trang ạ. Hôm nay Đức Vĩnh với Quỳnh Anh lớn hơn, qua một mùa là có các con đúng. Lớn lên mà tuổi này trở đi là lớn nhanh lắm. Nhất là Đức Vĩnh, con lớn trong giọng hát của con luôn. Đang vỡ giọng nữa. Mà con trai đang vỡ giọng là giọng nó hơi trầm ha. Ồm. Ừ, nhưng mà trầm á mà hát dân ca nó cũng có cái hay của nó. Nó nếu mà biết khai thác có những cái câu nó ngọt lắm. Cô thích cách của hai đứa con như xưa tới giờ hát tròn vành rõ chữ, hát nhã chữ rất kỹ lưỡng. Cái đó là một trong những cái đặc tính của dân ca, là mình hát phải rõ ràng để mình còn luyến nữa, dùng hơi rất là nhiều. Mà các con còn nhỏ mà hát được như vậy. Đồng thời á, là hai bạn nhỏ của chúng ta là người miền Trung với miền Bắc mà hát dân ca Nam Bộ như vậy. Có nhiều người người ta không biết, người ta cứ nghĩ là hát dân ca được thì hát cái gì cũng được, hát dân ca Nam Trung Bắc gì cũng được. Nhưng không, dân ca mỗi vùng miền nó có một cái đặc tính riêng, một cái đặc trưng riêng. Mà hai đứa con như vậy là rất là thông minh, nghiên cứu rất là kỹ. Quỳnh Anh có một cái tật đó là hay con mắt láo liên, nhìn qua nhìn lại. Lên sân khấu mình là nghệ sĩ, khán giả đang chiêm ngưỡng mình, mình phải biểu diễn thật đẹp nha con, không có mắt ngó qua ngó lại coi. Mình phải có điểm nhìn đúng không chị? Ừ, đó nha con. Rồi chúc mừng hai đứa con. Lắng nghe lời nhận xét của chú Nam, xin mời ạ. Hai đứa con mùa trước và đến hôm năm nay là đã gần 2 năm, và hai con cũng đã lớn hơn, trưởng thành hơn. Chứ có đâu giống như cô Trang với cô Như, không có chịu lớn, cứ trẻ, cứ trẻ hoài vậy đó. Chú rất là thích cái sự tình cảm của hai con. Diễn những cái bài mà nó có cái tâm trạng buồn thì hai con vẫn làm rất là ra. Chú thích trong bài này là cái đoạn mà Đức Vĩnh bè cho Quỳnh Anh ở cái câu, cái chữ cuối á, ru lại phải không? Cái chữ đó rất là hay. Nếu bây giờ bè không có nhạc thì hai đứa có hát lại được câu đó không? Hát chay thử nha. Rồi thử nha. Hòa quyện nè. Giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Trời ơi. Anh Nam đúng là tinh tế luôn á. Phát hiện đúng một cái nốt bè đó. Xuất sắc thật. Tụi con rất là hay. Cái nốt bè đó nghe hay lắm. Nghe nó miên man như là cái dòng nước ở ngoài sông lải lải sao anh, nó lại lải. Quý vị thân mến, với những cái tiết mục được trình bày tinh tế và kỹ lưỡng như thế này, phải dành một tràng hỗ tay thật lớn cho sự hỗ trợ của hai thầy. Thứ nhất là thầy Phạm Hồng Biển, là thầy dàn dựng cho các con về mặt âm nhạc. Còn thầy Phú Luân là người sẽ dạy cho các con về những cách xử lý trong bài hát. Một tràng hỗ tay cho hai thầy, đúng không ạ? Còn ngày hôm nay chúc mừng tụi con nhé.
khí miền Tây. Nước da nâu đẹp trai mà dễ mến, làm bao thôn nữ ngất ngây men tình. Miền Cần Thơ gấu trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền Đồng Tháp ruộng lúa mênh mông, yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng. Ai qua Tiền Giang xuống Phà Mỹ Thuận, ai đi Hậu Giang lên Bắc Cần Thơ, đi về Minh Hải hay đi về Kiên Giang, đi về Sa Đéc hay là về thương quá, rất là thật thà chất phác đúng không ạ? Rồi lắng nghe cảm xúc của ban giám khảo nha. Chắc là mời chú Long Nhật trước nè. Một bức tranh về đồng quê rất là đẹp, có một chút sự phân tâm thôi, nhưng mà không sao, tại vì tụi con còn nhỏ mà đúng không? À, theo như chú biết là Kim là một nửa dòng máu là Hàn Quốc phải không con? Dạ vâng ạ. Đúng rồi, mà nội của con là Hàn Quốc, mà ngoài của con mới là Việt Nam. Mà con hát về quê ngoài con dễ thương quá, mộc mạc, chân thành, và con có một cái tình yêu rất là lớn đối với Việt Nam. Trước hết thì chú phải cảm ơn con cả đàn ạ. Cảm ơn chú. Một gương mặt của Kim rất là sáng, đẹp trai, sáng sủa. Cái người nghệ sĩ bước ra sân khấu mà sáng đẹp là chiếm được cảm tình 50% đấy cả em, công nhận không? Bước ra sáng bừng luôn. Và tới cái về miền Tây của Cẩm Tú, khi mà cái đoàn thuyền chèo ra và con ra con hát nhịp nhàng đấu đỏ ngon lành, và hai đứa bè bối cũng hết sảy luôn. Chỉ có một chút xíu phân tâm, Kim cũng bị phân tâm, là khi con ra con xúc động gọi mà con quên cái microphone, con quên cái micro trên tay đi. Con diện mà con hơi bị tại vì cái bám vào mic là quan trọng nhất, để cho nó rõ cái lời mình hát á, đôi khi bị uổng đi, bị đúng đưa chứ hả? Bị cái mic nó chủ nhắc tất cả các thí sinh là phải nhớ bám micro thì cái âm thanh nó mới rõ ràng được. Cẩm Tú này, cái đoàn cuối mà khi mà con quên lời, con bỏ một hai chữ thì cô Đoan Trang này nói tiếp đi thì con nhìn xuống con thấy cả cô Ốc Thanh Vân và cô Đoan Trang mà chú Lâm Nhật rất là thương. Sự cổ đỏ cá sĩ chuyên nghiệp cũng gặp, chứ đừng rồi nói từ là cả con. Nhưng cả con bỏ vất lờ qua, không quan tâm cái chuyện đó nữa. Cái chuyện đó nó đã quên một hai hai nhịp đó, một hai chữ đó, bỏ qua và hát tiếp. Và cả con đã làm được điều đó. Chú yêu cả con. Cảm ơn chú. Cô Đoan Trang nè, dạ mời cô. Thấy thương thiệt á.
Đúng như chú Long Nhật nói là có những lúc các cô chú còn quên lời nữa mà, huống chi tụi con. Cái như cô là cái bài Tóc Hát cô hát 1000 lần. Và có một lần cô hát trong trường đại học, vừa sau, coi như là nhạc mới đầu mở lên, nhạc intro á, cô không thể nào nhớ câu đầu tiên là cái gì. Cô hỏi cưng cưng chữ đầu là chữ gì. Là cái bạn sinh viên hát giùm cô chữ đầu. Phân tâm là chuyện bình thường. Dường như ai đó ngang qua lối về mình mới nhớ được cái câu kế. Mà người lớn mà quên á là quên trắng luôn con. Chứ không được dòng lại được như tụi con đâu. Coi như là lâu lâu nó xảy ra như vậy thôi. Cho nên cái đó là cái gọi là cô muốn chia sẻ, các cô chú muốn chia sẻ cho các con biết, để thấy là cái đó không phải là quá là nghiêm trọng. Tuy nhiên mình phải tập trung nha con, mình phải tập trung. Cái thứ hai nữa là mình hiểu điểm mạnh của mình là gì, điểm cộng của mình là gì, là cái sự duyên dáng của mình, cái sự khác biệt của mình. Hoặc là cái việc mà mình có thể có vũ đạo cũng là một cái điểm mạnh của mình, đúng không? Thì mình tập trung hơn những cái đó, tập trung hơn thì mình sẽ có cái khả năng mà thu hút được khán giả hơn. Cho nên cô chỉ mong là các con phải tự tin lên nha con, tự tin ở bản thân mình, nghe chưa? Nếu như mà mình chưa được thành công trong tiết mục này thì tiết mục sau mình sẽ cố gắng hơn. Vậy thôi, là tới một ngày mình sẽ đạt được cái thành công trong tay của mình nha. Chúc mừng hai đứa con. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô Trang đã nhắc cái vụ này. Thôi bây giờ để gỡ điểm nè. Bây giờ đây cũng là dân múa dân nhảy nè. Bây giờ con nghĩ thử một cái đoạn nhảy nào đơn giản, còn thử thách ba giám khảo phía dưới mà làm sao mà nhảy được như con với cái nhạc điệu của cái bài dân ca miền Tây như thế này nè, là ngon lành. Được không ạ? Ba giám khảo nhận thử thách này không ạ? Vỗ tay động viên ba giám khảo cho em chứ. Trước khi chị Ốc chia sẻ cảm xúc của mình nha, bây giờ mình lên sân khấu luôn, mình làm cái bài tập này cho bạn cộng điểm. Nếu mà làm điều không? Này để cho các con cảm thấy thoải mái hơn, nhất là đối với Cẩm Tú, thì các cô chú sẵn lòng. Sẵn sàng. Yeah! Xin mời ba giám khảo lên sân khấu ạ. Rồi bây giờ là vũ đoàn bất đắc dĩ trên sân khấu rồi. Âm nhạc bắt đầu. Miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền Đồng Tháp ruộng lúa manh mông, yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng. Ai đi Hồ Giang đến Bắc Cần. Rồi phiêu 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 tự do tự do. Hay đi về Kiên Giang. Đó lên. Trời ơi chèo đò. Anh lấy đò ơi cho em lên với. Chèo vậy nó đi không cưng? Chèo vậy ghe nó có đi không? Đi xuyên, đi xuyên. Cảm ơn ba giám khảo rất là nhiều. Cảm ơn tụi con. Thôi sẵn trên sân khấu rồi nè chị Ốc. Cảm xúc luôn. Trời với ơi. Hai con nè. Nãy giờ bị chờ rồi. Đáng lý phải cho người ta nói từ bờ đường quá tới đây đâu. Ba đi chờ. Cho ta nói trước đi rồi nhảy. Không phải được. Nhiều khi lên đây cộng điểm anh. Để nói những điều hoa mỹ hơn cho các con nữa. Chị Ốc, sao chị? Kim, là con ở Việt Nam hay con ở bên Hàn? Con ở Việt Nam ạ. Tại vì cô rất là thích cái cách con phát âm. Tại cái giọng của con nó vẫn có một chút giọng nói của người Hàn. Mà khi con hát trong bài hát này nó đáng yêu kinh khủng luôn. Bài hát mà tụi con đã thể hiện thì cũng là những bài hát rất là quen thuộc. Ví dụ như Anh Ba Khía thì anh quá Ba nhiều Khía phiên này. Bản rồi. Nhưng mà Anh Ba Khía mà phiên bản live Hàn Quốc. Yeah. Trời ơi nó dễ thương, nó dễ cưng. Và làm cho mọi người rất là nhớ. Nên là cô nghĩ rằng là một chút gì đó mà mình chưa tốt trong tiết mục này không là vấn đề gì cả. Và cô nghĩ rằng là các con đã có một tiết mục rất là đáng yêu ngày hôm nay. Chúc mừng các con. Cảm ơn Cẩm Tú với Kim Sibin đã giúp cho tất cả chúng tôi về miền Tây thành công. Chúc mừng. Trên bờ đê hương gió đông ùa về
chiếc lá nó giò sương rơi ướt trên lòng đường. Nhà ai đốt sương nướng khoai thơm nức ra bên ngoài. Giò sương ướt cây khóe mi đưa bước chân tôi đi về với đông. Em bé thơ ngủ yên trong cánh tay mẹ hiền, như phút giây đầu tiên không vấn vương muộn phiền. Mùa đông rét căm mỗi đêm trong giấc mơ hôm nào, được như lúc thơ ấu xưa đưa bước chân tôi đi về với đông. Mùa đông rét căm mỗi đêm trong giấc mơ hôm nào. Về với cơn mưa phùn để biết cái tay còn run, ngồi xí xoa bên bếp hồng. Mẹ đắp chân cho con, mẹ hát câu ru à ơi. Về với đông như lúc xưa. Về với để biết cái tay còn run, ngồi xí xoa bên bếp hồng. Mẹ đắp chân cho con, mẹ hát câu ru à ơi. Về với đông như lúc xưa. Về với cơn mưa phùn, mẹ tụi con thân mến, tụi con lại mang một màu sắc hoàn toàn khác, già dặn dễ sợ luôn vậy đó, mà làm cho ba giám khảo ngồi phía dưới kia là cảm thấy là phải lắng nghe từng câu, từng lời, từng chữ tụi con hát ra, rất là trưởng thành đúng không ạ? Cô Đoan Trang thân mến, cô thấy sao cô? Đây là Đức Vịnh với Quỳnh Anh mà cô mong chờ, thật sự cô mong chờ. Tại vì cô luôn nói với tụi con là với dân ca thì nghe tới Đức Vịnh với Quỳnh Anh là mọi người phải nể phục. Bởi vì các con còn nhỏ mà các con có một cái dòng máu dân ca nó chảy trong cái con người mình. Tụi con am hiểu dân ca, tụi con hát hay dân ca. Và tụi con đã đạt được một cái giải thưởng rất là lớn trong một cuộc thi khác. Và với cặp đôi vàng nhí, cô muốn nhìn thấy tụi con khác hơn. Khác hơn có nghĩa là không phải tụi con làm khác đi cái gì mình đã có, mà những gì mình đã có đó là cái điểm mạnh của mình, cái thế mạnh của mình. Mình vẫn luôn giữ nó. Nhưng với một cuộc thi, mình có quyền, mình có cơ hội để mình thể hiện mình ở những cái dòng nhạc khác cũng được, ở những cái phong cách khác cũng được. Và làm sao mà làm tốt để cho người ta ngưỡng mộ mình, đó chính là sự thành công. Và ngày hôm nay cô thấy cô ngưỡng mộ hai đứa. Ngày hôm nay tại sao mà tụi con lấy được cái tình cảm của cô, bản thân cá nhân cô rất nhiều? Bởi vì thứ nhất là tụi con thể hiện một cái màu sắc âm nhạc khác, đó là một cái bản lĩnh rất lớn. Cái thứ hai, tụi con làm nó rất sâu. Tụi con không cần phải trưng trổ gì quá nhiều. Đoạn đầu hát rất đẹp, rất là đẹp. Chuyên môn, kỹ thuật, tất cả mọi thứ đều rất tử tế. Và một cái đoạn cao trào đẩy lên, tụi con làm đúng cái đoạn đó rất chính xác, rất tốt. Cô rất là mừng, cô rất là thích cái tiết mục này. Cảm ơn tụi con. Cái điều đáng quý ở đây là tụi con phát triển từng tuần. Cô Đoan Trang là ngồi từ đầu tới bây giờ, chắc chắn là cô Đoan Trang sẽ hiểu về giọng ca của tụi con nhiều nhất và cái hành trình tụi con trong chương trình này nhất. Cho nên là ngày hôm nay đã đúng không cô Trang? Vậy mời cô Ốc, để coi cô Ốc Thanh Vân có đã giống vậy hay không ạ. Xin mời cô. Cô không phải đã mà là cô rất rất
đã. Vỗ tay cho sự đã của cô Ốc. Hồi nãy cô nghe cô Đoan Trang nói, cô rất là nhiều lần muốn dùng những cái từ khác để nói về các con. Tại vì cô Đoan Trang nhắc đi nhắc lại rằng rất giỏi, rất nội lực, rất khác. Và giờ tới cô cũng nói y chang luôn. Tại vì thật sự là không có những từ khác để nói về các con. Cô khẳng định một điều, nếu như không phải là những đứa trẻ có tâm hồn đẹp, các con sẽ không thể hát được bài hát vừa rồi. Tại vì bài hát này nó quá đẹp và nó phiêu lãng như một giấc mơ. Giọng hát của mình vốn đã đẹp rồi, lại thêm sự tận tụy cố gắng của mình để thay đổi dòng nhạc của mình mà mọi người vẫn quá quen thuộc. Cộng thêm đó là cái cảm xúc của mình và cả sự rung cảm vốn có của những đứa trẻ đặc biệt và chỉ có ở những người nghệ sĩ. Cô nghĩ rằng tất cả những yếu tố đó cộng hưởng lại đã tạo nên một tiết mục. Nó vừa mong manh, nó vừa sương khói, nó vừa nhẹ tênh nhưng mà nó lại đủ đậm đặc và đủ sâu. Cô cảm ơn các con về tiết mục này. Cảm ơn. Bất lợi của cái chàng trai này là đang vỡ giọng đó chị Ốc. Nhưng mà thật sự cái bài này quá hợp với giọng của hai bạn luôn. Cho nên là con không có để lộ ra cái việc đó và con làm rất là tốt. Không biết chú Long Nhật có cảm xúc như thế nào ngay bây giờ, xin mời chú. Trước hết là chú chào hai con Đức Bình với Quỳnh Anh. Mà chú nói luôn chú là khán giả của hai đứa đó. Wow. Chú yêu Đức Bình từ cái lúc mà đầu tiên mà chú bắt đầu lúc con nhỏ lắm, nhỏ xíu à, lúc con ở ngoài Bắc mới vào Bắc Ninh à con hả? Con làm thị màu đó là chú đã yêu con lắm rồi đó. Mà con là một cái người nghệ sĩ biến hóa khôn lường. Dường như dòng nhạc nào con vào một cách nó cũng ngọt như vậy á. Chú nghe con ca cải lương luôn rồi á. Còn Quỳnh Anh thì là người Đà Nẵng, là phe tôi rồi. Miền Trung là chú thương lắm. Nên là tại vì chú Lâm Nhật là người Huế. Và có một điều thế này nè, cái không gian của cái bài hát tối hôm nay cả con dành cho chương trình là Về Với Đông của Vũ Minh Tâm. Chú nghe nó nhiều cái cảm xúc, nhiều cái kỷ niệm nó ùa về. Ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó. Về kỹ thuật thanh nhạc là cô Đăng Trang đã nói rõ ràng rồi. Cả con có một cái luồng hơi, một cái cuộc hơi. Và cái phát âm nhạc chứ con, cả con cũng là người ngoài Bắc mà cả con hát, con cũng mở nhớ nha, là mở khẩu hình tròn vành rõ chữ. Và có một điều chú rất là yêu cả con nữa là cả con rất là khôn ngoan. Mà nhân đây chú cũng nhắc tất cả các thí sinh trong chương trình mình, những đoạn nào mà cao, những đoạn nào mà khó thì đừng di chuyển, đừng có đi, để lực hát cả đã. Qua những cái đoạn khó, những cái trường đoạn, những cái cao độ khó khăn đó cả đã, từ từ những cái đoạn mà dễ dễ thì hãy di chuyển. Và tụi con đã làm tốt điều đó. Hôm nay hai con tuyệt vời. Chết rồi, cặp nào cũng tuyệt vời như thế này thì làm khó ban giám khảo quá đúng không ạ? Thế nhưng dạ em vẫn còn hai cặp nữa, còn nặng ký không kém. Nhưng trước khi đó hãy dành một tràng hỗ tay ủng hộ và chúc mừng cho cặp đôi này, Quỳnh Anh và Đức Vĩnh. Sống vui hơn thêm đi, lắng nghe lòng mình đi. Gió mai chỉ bài và tranh ta cứ dài, thì ta cũng chẳng ngại tôi đánh xuân trôi mà. Chẳng yêu được gì đâu, hãy yêu một người và sống vui một đời, cứ làm điều mình thấy vui. Lôi tôi bên sông giữa phố xa đông vui, tiếng xe xe tiếng nói. Lôi tôi bên sông với lớp tập TV, người đi qua nhau chỉ mỗi câu. Hôm nay tôi mình đến những góc phố xa xôi, chưa ai tới. Hôm nay tôi mình đến những ngóc ngách thôn quê, giờ đây tôi cứ hết bao nỗi buồn, xách ba lô lên và đi, không nghĩ suy ô lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe, khi đêm ban đầu buồn là không gian giam cầm ta trong những ưu tư mỗi người. Trôi qua vừa phải, chỉ tình người còn lại mãi.
sống vui hơn thêm đi, lắng nghe lòng mình đi, dẫu ai chỉ bài và trách ta vừa dài thì ta cũng chẳng ngại, tuổi thanh xuân trôi mau chẳng níu được gì đâu, hãy yêu một người sống vui một đời, cứ làm điều mình thấy vui. Kim Chi Bin và Cẩm Tú, một tràng pháo tay thật lớn nào. Thank you của đoàn ô rất là nhiều. Trời ơi, hôm nay sắc màu rực rỡ quá đi. Rồi thích nhất là đi ở cái vùng đất nào nếu như con được đi du lịch, Kim Chi Bin? Dạ, nếu mà con đi du lịch thì con sẽ đi du lịch ở Hàn Quốc ạ. Trời, nó cơ gì quê đúng không con? Rồi con gái. Dạ, con sẽ đi Mỹ. Đi Mỹ luôn? Là đi về bển là đi du học luôn hay là đi chơi thôi về? Dạ đi chơi rồi về. Rồi cũng được nha. Hôm nay là đi quá trời nơi rồi, quá là sôi động rồi. Bây giờ là phải trụ lại đây để lắng nghe chú Hoàng Nhật Nam chia sẻ làm sao. Chứ chú vui quá trời vui kìa. Mời chú ạ. À. Chú thấy Bin nhảy rất là mắc cười, rất là dễ thương. Dễ cưng lắm. Cái đoạn hai đứa cầm tay nhau để mà nhảy đó, khi vũ rất đáng yêu. Còn về phần hát thì chắc là chú sẽ nhường cho cô Trang với cô My sẽ góp ý. Nhưng mà một tiết mục rất vui, rồi chú cũng có nhún nhảy theo. Chúc mừng hai cảm con. Cảm ơn chú. Dạ, cũng cảm ơn chú. Xin mời cô Đoan Trang ạ. Cô rất là khen hai con là hai con có một điểm nổi trội hơn các bạn trong chương trình, đó là hai con có vũ đạo cũng tốt. Nhất là Tú, con rất là nổi bật khi mà con nhảy. Còn trong giọng hát của hai con tuần này, phần hát của mình á, là đều hơn. Tuy nhiên cô vẫn tiếc á, là tụi con đồng âm nhiều quá. Với Bin á, thì cô vẫn thấy là con cũng cố gắng rất là nhiều á Bin, nhưng mà vẫn chưa có thoát ra hết cái tật của con á. Con hay nhìn xuống đất lắm. Cái đó là người ta sẽ đánh giá mình là mình không có dám nhìn thẳng lên trên, là mình thiếu tự tin, đúng không? Cho nên mình phải sáng lên bằng cái ánh mắt của mình, nhìn thẳng vào bạn diễn, nhìn thẳng vào khán giả, nhìn vào ống kính máy quay nha con. Chúc hai đứa con là mỗi ngày mỗi tiến bộ hơn hơn nhiều nữa nha. Cảm ơn hai con. Cảm ơn cô. Dạ, tiếp tục luôn ạ. Xin mời Tommy. Cô xin nhận xét về bạn Cẩm Tú trước ha. Con thì có một cái chất giọng rất là sáng nè, chắc, khỏe. Và có một điều làm cô thích đó nữa là con hát rõ chữ nè. Phong cách biểu diễn rất là sành điệu và rất là chuyên nghiệp. Còn bạn Kim Chi Bin đáng yêu quá, nhìn ngây ngô, dễ thương. Con cũng có những cái điểm mạnh riêng của con, đó là cái nét ngây thơ, dễ thương lắm. Nhưng mà nhìn chung lại thì tiết mục của hai con là một tiết mục giải trí rất là nhiều, cô rất là thích. Dạ, con cảm ơn cô. Vâng ạ, xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Và ngày hôm nay tụi con khá là nổi bật trong những cái bộ trang phục này. Và chú tin là quý vị khán giả cũng sẽ rất là yêu thương tụi con với cái cá tính riêng của mình. Cố lên trong những tập tiếp theo nhé. Một tràng pháo tay thật lớn cho Kim Chi Bin và Cẩm Tú. Chú lại thấy nó bắt đầu nó thoải mái hơn hả? Thì cứ tiếp tục thoải mái như thế con nha. Cái bài này
nó chưa có tạo điều kiện cho con thể hiện hết cái vẻ đẹp của giọng hát của con. Trong cái bài hát này, cái tốc độ của nó hình như làm cho con không đủ cái cơ hội để con diễn tả cho nó đẹp hơn, cho nó sâu lắng hơn. Thì cái điều này thật là khó cho chú, để chú suy nghĩ một chút. Cô hy vọng là lần sau nếu mà cô được quay trở lại Thử Tài Siêu Nhí, cô được gặp con lại nha. À, dạ. Vậy thì mời cô Thanh Hằng cho quyết định của mình ngay ạ. À, cô thì rất tiếc, cô xin lỗi con. À, cô không có đồng ý. Cô Thanh Hằng chưa đồng ý. Chú Hoài Linh. Tôi nói rồi, cháu có cái sự thể hiện nó khác hơn lần trước. Tôi thấy có tiến bộ, tôi đồng ý. Giám khảo Hoài Linh đồng ý, chúc mừng con. Và chú Thanh Bạch, chú suy nghĩ xong chưa ạ? Chú Thanh Bạch suy nghĩ xong rồi. Vậy thì kết quả như thế nào? Kết quả chú đồng ý. Chú đồng ý, chúc mừng con. Vậy thì chúng ta sẽ chờ đợi xem một lát nữa thầy giáo Hữu Quốc có lựa chọn mình hay không nha. Nè, cảm ơn con với phần trình diễn vừa rồi. Mà cũng không thấy con đò đâu luôn. Dạ con chào chú. Chú ơi cho con hỏi cái chú. Sao con? Chú có thấy cô giáo của con đâu không chú? Trời, cái thằng muốn tìm cô giáo thì vào trường vào lớp mà tìm, chứ sao con lại quanh quẩn cái bến sông này? Dạ tại cô của con á là chèo đò ở bến sông này nè chú. Tối đến là cô dạy cho con với lại mấy bạn trong xóm học đó chú. Có phải con muốn nói đến cô Lan đúng không? Dạ đúng rồi chú, biết cô hả chú? Chú chỉ cho con là cô ở đâu đi, để con tới, con nói với cô là con thi đậu đó chú. Cô ở đâu vậy chú? Con là học trò cũ của cô Lan. Dạ. Vậy con chưa biết chuyện gì sao? Dạ tại con có theo ba mẹ lên thành phố một thời gian nên con đâu có biết gì đâu chú. Mà có chuyện gì vậy chú? Có chuyện gì vậy chú? Nước lũ trắng xóa cả một miền quê. Năm đó vì cứu các học trò bơi qua sông mà cô giáo của con bị nước lũ cuốn trôi rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
về tuổi thơ. Người xưa đâu xa vắng, ai đưa tôi qua đó. Ngô mấp dài bãi quê, gió chiều chiều dịu mát, đàn trâu chậm ngoài đê, vẫn đi về. Cảm ơn con, Ngọc Thanh. Làm như là con đã có giàu cảm xúc sẵn trong người con rồi đó. Cho nên là khi mà con cất tiếng ca lên á, thì có những cái đoạn khúc nó không có rõ lời gì mấy, vì quá cảm xúc, phải không con? Dạ. Thì thôi con chúc mừng con cái tiết mục là rất là hoàn hảo, là tròn trịa. Từ đâu con có cảm xúc dạt dào như vậy? Ở dưới học trường thì con đã nuôi cảm xúc trong người mình rồi à. Nên khi lên thì con sẽ lấy cảm xúc rất là nhanh. Cái từ nuôi cảm xúc đó rất là chuyên nghiệp đó con. Tuổi con nhỏ mà con biết được cái điều đó thì rất là tuyệt vời. Chứ nếu như con chạy cà tung cà tăng, con giỡn với các bạn thì con lên đây con sẽ không có thể nào. Ngôi đời xinh, ngày mai đến bên tôi gần hơn. Tiếp vô nhìn người vui, chờ anh nắng ngọt tràng. Lúc mình đẹp xinh, và anh khác thế xưa cùng tôi. Tiếng yêu thương đầy vơi, chặt đôi tay và tôi sẽ như người trôi trên giấc mơ. Wow, một tiết mục sôi động hấp dẫn đến từ bé Thiên Thanh. Hai cô bé vừa rồi quý vị có nhận ra lại không ạ? Bé Thanh Tâm, bé Thiên Kim đến từ lớp của cô giáo Quỳnh Mến. Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, bài hát Ngày Mai, một bài hit của nữ ca sĩ nào con biết không? Dạ là cô Tóc Tiên. Cô Tóc Tiên hát hay nè ha, nhảy giỏi nè. Con cũng làm được điều đó, nhưng con cái cô Tóc Tiên không làm được như con. Đố con biết là gì? Dạ con biết. Cô Tóc Tiên á không có cái màn lắc tóc như con. Chú nhìn con chú không thấy một cái sự rụt rè nào hết. Chú thấy một cái sự chuyên nghiệp. Chú Nghĩa nói cái vụ mà lắc cái tóc là con hơn cô Tóc Tiên, bởi vì cô tóc ngắn. Còn một cái điều nữa mà cô Tóc Tiên chắc chắn là cũng khó mà làm lại được như con, đó là chống một cái tay mà lộn qua và lúc chuẩn bị hát vô cái phần hát. Và cái phần vũ đạo rất là nhiều, nhưng mà chú nghĩ là con còn lên cao được nữa, cho nên là nếu mà bài này mà lên khoảng nửa tông nữa thì tốt. Hay giờ vậy nè, con hát thử hết mức con ở cái giọng mà cao nhất, cái câu ngày mai ra 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 ra, hát cao hơn cái tông vừa rồi, con hát thử xem. Ngày mai hãy cho tôi ngủ quên, ngắm trăng ven bình minh, ngập tràn sương sớm, nụ cười trên môi đẹp xinh. Ngày mai đến bên tôi gần hơn. Rồi được rồi, cảm ơn con. Rất tốt. Cảm ơn giám khảo Hoàng Linh. Mời giám khảo Hoàng Linh. Chú khen con là bởi vì con vừa hát mà con vừa linh động quá. Tại vì con biết mà mỗi khi mà hát nhạc nhảy đó rất là khó cho ca sĩ vừa cầm mic vừa hát mà vừa nhảy nữa. Tại vì khi mà hát đó, tim đập nhanh là con sẽ mệt lắm. Nhưng con vừa nhảy, nhịp tim con vẫn đánh rất là nhanh. Nhưng mà con không có hụt hơi, con vẫn thể hiện tròn vẹn. Và tới phút cuối, con vẫn làm tốt. Chú thích tiết mục của con. Dạ, cảm ơn chú.